Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 16. Vừa dứt lời, một tia sáng màu vàng bao trùm lấy Diệp Quân, trong nháy mắt, khí tức cường đại trên người Diệp Quân bị trấn áp. Cảm nhận được những điều này, Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tu hành không phải là việc trong thời gian ngắn, không phải càng nhanh càng tốt, phải nhìn ra cả tương lai. Lợi ích nhất thời đổi lại hiểm họa vào một ngày nào đó, như vậy thì rất không có lợi. Lúc này, người phụ nữ tiên tổ nhà họ Trương lại xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ tiền bối. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, vậy mà ngươi lại áp chế cảnh giới của bản thân. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Người phụ nữ híp hai mắt lại, trong cơ thể ngươi có một sự tồn tại thần bí rất mạnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, tháp gia của ta. Người phụ nữ nhíu mày, tháp gia. Diệp Quân gật đầu, đúng. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, ta có thể gặp không? Diệp Quân đột nhiên hơi do dự. Gặp tháp gia. Diệp Quân thầm hỏi trong lòng, tháp gia. Tiểu tháp bình tĩnh nói, tùy ngươi. Nó thì không sao. Sau 3.000 vạn năm, cũng chỉ có một số ông lớn là có thể quen biết nó. Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Lúc nhìn thấy tiểu tháp, đồng tử của người phụ nữ đột nhiên co lại, lùi ra sau mười mấy bước, bà ấy nhìn tiểu tháp trước mắt giống như nhìn thấy ma quỷ, cả gương mặt ngập tràn vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy dáng vẻ này của người phụ nữ, Diệp Quân cứ thế ngẩn ra. Tháp gia xấu như vậy sao? Dọa người ta sợ tới mức này. Nghĩ kỹ thì không đúng lắm, tiền bối này quen biết tháp gia. Tiểu tháp cũng hơi hoài nghi, hỏi cô biết ta à? Người phụ nữ đột nhiên cúi người hành lễ rất sâu, run giọng nói tiền bối năm đó từng đi theo. Tiểu tháp ngắt lời người phụ nữ, tại sao cô lại biết ta? Nó cũng hơi kinh ngạc, người phụ nữ này lại còn biết cả nó, phải biết rằng sau trận chiến năm đó, thật sự có rất ít người có thể quen biết với tháp gia. Thấy tiểu tháp thừa nhận, người phụ nữ lại cúi người hành lễ, tháp gia, tiên tổ của ta tên là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú. Khoảnh khắc này tiểu tháp lại là người ngơ ngác. Trời đất! Vậy mà lại là hậu nhân của chủ mẫu kia. Tiểu tháp cũng hơi kinh ngạc, trong số những chủ mẫu, nó tiếp xúc nhiều nhất thật ra là An Lan Tú và Tần Quan, những chủ mẫu khác nó tiếp xúc tương đối ít. Nó không ngờ phúc địa linh hư này lại là hậu nhân của chủ mẫu đó. Người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, giống như nghĩ tới điều gì, cả người bà ấy run lên. Chả trách! Chả trách cậu thanh niên này lại tài giỏi như vậy, hóa ra là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Mẹ nó! Đây mới là người mang thiên mệnh thật sự. Người phụ nữ kích động tới độ không thể tin nổi. Đương nhiên, sau khi kích động qua đi là phấn khích, vô cùng phấn khích. Nhà họ Trương của mình lại kết được mối thiện duyên lớn như vậy với vị này. Đây là ông trời phù hộ cho phúc địa linh hư. Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Quân, đang định hành lễ. Lúc này tiểu tháp đột nhiên dùng huyền khí truyền âm, hắn vẫn chưa biết thân phận của hắn đâu. Nghe vậy, người phụ nữ đột nhiên ngẩn ra. Chưa biết thân phận ư? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, sắc mặt trở nên kỳ quái, bà ấy dùng huyền khí truyền âm cho tiểu tháp, tháp gia, thiếu chủ, được nuôi dưỡng ở bên ngoài à? Tiểu tháp nói, đúng. Nuôi dưỡng ở bên ngoài. Người phụ nữ trầm mặc. Nhà họ Dương mấy người chơi đùa đúng là biến thái, ai ai cũng đều nuôi dưỡng ở bên ngoài, rõ ràng không hợp với lý thường. Tiểu tháp tiếp tục dùng huyền khí truyền âm, không ngờ cô là hậu nhân của Trương chủ mẫu, nói như vậy thì phúc địa linh hư này cũng coi như họ hàng với tên này rồi. Họ hàng. Nghe vậy, người phụ nữ lập tức vui mừng, run giọng nói, tháp gia, gia tộc họ Dương chịu nhận bọn ta sao? Tiểu tháp khẽ nói, đương nhiên. Mặc dù nhà họ Trương không phải mẫu tộc chính thống của tên này, nhưng dù thế nào thì cũng coi như họ hàng mà. Người phụ nữ đột nhiên phấn khích không thôi. Mặc dù nhà họ Trương là hậu nhân của Trương Văn Tú, nhưng đã quá lâu rồi. Quan hệ huyết thống thật sự đã quá mờ nhạt. Bà ấy không ngờ sau nhiều năm như vậy, nhà họ Trương lại có thể gặp được con trai của kiếm chủ nhân gian, hơn nữa còn có mối quan hệ tốt với hắn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói. Không cần phải nói thân phận của hắn cho hắn biết, thân phận của hắn tạm thời không thể tiết lộ. Người phụ nữ gật đầu, hiểu rồi. Lúc này,
Diệp Quân đột nhiên nói, mấy người đang nói thầm cho nhau nghe đấy à? Người phụ nữ và Tiểu Tháp nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nghiêm túc nói, nơi này không có người ngoài, hai người không cần phải nói thầm, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Người phụ nữ, Tiểu Tháp cạn lời. Đúng lúc này, Trương Vân Thiên và Đại trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa, hai người họ cung kính hành lễ với người phụ nữ tham kiến tiên tổ. Người phụ nữ khẽ gật đầu, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, có việc gì? Trương Vân Thiên do dự, sau đó nói, là thế này, vừa nhận được thông báo, Tiên Bảo Các đã hạ lệnh truy nã cấp 12 đối với Diệp Công Tử. Hơn nữa Tiên Bảo Các còn tới cảnh cáo Phúc Địa Linh Hư, nếu như chúng ta tiếp tục cho Diệp Công Tử ở lại thì sẽ cho Phúc Địa Linh Hư vào danh sách đen, ngoài ra còn đối địch với Phúc Địa Linh Hư chúng ta. Nói xong, ông ấy nhìn về phía Diệp Quân, cười khổ nói, Diệp Công Tử, Phúc Địa Linh Hư bọn ta thật sự không chống đỡ nổi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, giờ ta sẽ rời khỏi Phúc Địa Linh Hư, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho Phúc Địa Linh Hư. Nói xong, hắn rời đi luôn. Đúng lúc này, người phụ nữ đó đột nhiên túm lấy Trương Vân Thiên, nổi giận đùng đùng, gì mà không chống đỡ nổi. Hả, ngươi nói cái gì, ngươi đừng làm tông chủ nữa. Nói xong, bà ấy chỉ vào Diệp Quân, ngươi làm đi. Ngươi có thể đấy. Diệp Quân, Trương Vân Thiên. Tất cả đều sững sờ. Cái quái gì vậy? Trương Vân Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ khó tin, ông ấy run giọng nói, tiên tổ, Diệp Công Tử rất yêu nghiệt, nhưng cậu ấy không phải người nhà họ Trương chúng ta. Bà, ông ấy rất muốn nói có phải bà nằm trong quan tài lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi không? Đương nhiên ông ấy không dám nói như vậy. Không chỉ Trương Vân Thiên mà Diệp Quân cũng thấy hơi mơ hồ. Làm gì vậy? Bảo hắn làm tông chủ của Phúc Địa Linh Hư sao? Cái này, hình như không ổn lắm. Nhưng nếu bọn họ kiên quyết làm vậy thì có vẻ như hắn không thể từ chối. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Nghe Trương Vân Thiên nói vậy, người phụ nữ nhíu mày, để Diệp Quân làm tông chủ. Nếu Diệp Quân đồng ý, bà ấy đương nhiên sẽ đồng ý. Theo bà ấy thấy, người ta là thiếu chủ của hai thế lực siêu nhiên giữa trời đất. Sao có thể để mắt tới Phúc Địa Linh Hư nhỏ bé chứ? Nghĩ đến đây, người phụ nữ thầm thở dài, sau đó nhìn Trương Vân Thiên, dùng huyền khí truyền âm, chàng trai trẻ này có tương lai rộng mở, Phúc Địa Linh Hư ta phải giúp đỡ cậu ấy, hiểu chưa? Trương Vân Thiên trầm giọng nói, tiên tổ, ta biết, nhưng Tiên Bảo Các và Thư Viện Quan Huyên. Người phụ nữ lắc đầu, không cần lo lắng về điều đó. Hãy nhớ kỹ lời ta nói, phải giúp đỡ cậu ấy. Nếu Tiên Bảo Các muốn trấn áp chúng ta thì cứ để bọn họ trấn áp, bọn họ muốn thế nào cũng được, Phúc Địa Linh Hư ta sẽ cùng sinh cùng tử cùng chàng trai trẻ này, hiểu chưa? Cùng sinh cùng tử. Trương Vân Thiên nhìn người phụ nữ với vẻ khó tin, ông ấy không ngờ tiên tổ lại chơi lớn đến vậy. Cược cả tương lai của Phúc Địa Linh Hư. Điều này không bình thường. Trương Vân Thiên nhìn Diệp Quân, ông ấy biết chắc chắn tiên tổ đã biết điều gì đó. Nghĩ vậy, ông ấy không hỏi thêm nữa, nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, Diệp Công Tử, lời ta vừa nói không có ý gì khác, ngươi yên tâm, ngươi là bạn của Phúc Địa Linh Hư. Mặc dù thực lực của Phúc Địa Linh Hư không lớn mạnh, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè, ngươi yên tâm, nếu Tiên Bảo Các muốn trừng phạt thì cứ để bọn họ trừng phạt, Phúc Địa Linh Hư ta nguyện sống chết cùng Diệp Công Tử. Nghe vậy, người phụ nữ nhìn Trương Vân Thiên với ánh mắt tán dương. Gia chủ đời này cũng ổn. Có thể làm việc lớn. Diệp Quân hơi do dự nói, tiền bối, ta nghĩ ta không nên làm liên lụy đến các vị thì hơn, ta. Trương Vân Thiên cắt ngang lời Diệp Quân, Diệp Công Tử, không liên lụy gì cả, chỉ cần ngươi không chê tông môn nhỏ như Phúc Địa Linh Hư ta thì Phúc Địa Linh Hư sẵn sàng tiến lui cùng ngươi. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi nói, ân tình của tiền bối và Phúc Địa Linh Hư, ta sẽ khắc ghi trong lòng. Khắc ghi trong lòng. Nghe Diệp Quân nói vậy, Trương Vân Thiên liếc nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, khi nhìn thấy nụ cười của bà ấy, tảng đá trong lòng Trương Vân Thiên cũng được đặt xuống. Thân phận của chàng trai trẻ này không hề đơn giản. Diệp Quân cười nói, tiền bối, ta muốn ra ngoài một chuyến. Trương Vân Thiên trầm giọng nói, bây giờ Tiên Bảo Các đang truy tìm ngươi, ngươi ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Truy tìm. Diệp Quân mỉm cười. Không sao,
bọn họ truy tìm ta, vừa hay ta có thể. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Lúc này, Trương Vân Thiên lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Quân, người cầm thứ này đi. Diệp Quân nhìn lệnh bài, ngạc nhiên hỏi, tiền bối, đây là gì? Trương Vân Thiên cười nói, Linh Hư lệnh, đây là lệnh bài cao nhất trong Phúc Địa Linh Hư. Bên trong có trận pháp dịch chuyển, nếu ngươi gặp nguy hiểm, hãy dùng lệnh bài này, ta sẽ lập tức dẫn cường giả đến. Diệp Quân hơi do dự, Trương Vân Thiên lại nói tiếp, đừng từ chối, đây chỉ là đề phòng mà thôi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng lại chỉ có một mình, nếu người khác dẫn theo nhiều người đến đánh ngươi thì ngươi sẽ gặp bất lợi. Diệp Quân suy nghĩ rồi thu nhận lệnh bài, nghiêm túc nói, đa tạ tiền bối rất nhiều. Trương Vân Thiên mỉm cười, không có gì. Diệp Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa mà ngự kiếm biến mất bên chân trời vô tận. Trương Vân Thiên quay đầu lại nhìn người phụ nữ, ông ta cúi đầu hỏi, tiên tổ, Diệp công tử này là ai? Người phụ nữ nhìn phía chân trời, bình tĩnh nói, không thể nói cho ngươi được. Trương Vân Thiên cười khổ. Người phụ nữ nói tiếp, nhớ kỹ, Phúc Địa Linh Hư sống chết cùng cậu ấy, cho dù Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các cùng nhắm vào cậu ấy, Phúc Địa Linh Hư chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ cậu ấy. Trương Vân Thiên nghiêm túc nói, tiên tổ, có thể tiết lộ chút không? Người phụ nữ nhẹ giọng nói, sau này ngươi sẽ cảm tạ ta. Trương Vân Thiên trầm giọng nói, tiên tổ, Tiên Bảo Các, Thư viện Quan Huyên, còn cả người mang thiên mệnh. Ông ấy nghĩ mình phải nhắc lại kẻ thù của Diệp Quân. Người phụ nữ cười nhạo, đến lúc đó tất cả bọn họ đều phải quỳ xuống. Nói xong, bà ấy quay người rời đi. Trương Vân Thiên sững sờ tại chỗ. Trong đám mây, Diệp Quân ngự kiếm đi dạo, kiếm đi qua chỗ nào, mây xé ra từng lớp, cảnh tượng không gì sánh bằng. Diệp Quân nói, tháp gia, vị tiên tổ đó của nhà họ Trương quen biết ngươi đúng không? Tiểu tháp không nói gì, thằng nhóc nhà ngươi rất tinh tường nên ta không thèm tiếp lời ngươi. Diệp Quân nói, kẻ thù của ta là Thư viện Quan Huyên, Tiên Bảo Các và cả người mang thiên mệnh. Nếu là bình thường, Phúc Địa Linh Hư nên để ta đi, để tránh trở thành mục tiêu của Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các. Nhưng vị tiền bối đó lại bảo tiền bối Vân Thiên nhất định phải giúp đỡ ta. Hắn ngừng lại một hồi rồi nói tiếp, tháp gia, lẽ nào thân phận phía sau của ta còn mạnh hơn cả Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các? Tiểu tháp. Diệp Quân lắc đầu, tháp gia, ngươi không muốn nói gì à? Tiểu tháp nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Quân nhíu mày, ngươi nói vậy là sao? Tiểu tháp đáp, có thể người ta là người tốt, coi ngươi như bạn bè, đơn giản là không muốn bỏ rơi bạn bè cũng nên. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi nói, tháp gia, ngươi đừng dè chừng như vậy được không? Ngươi khiêu khích hay nói kháy chút cũng được. Tiểu tháp. Diệp Quân đang định lên tiếng thì tiểu tháp đã nói, ngươi quan tâm nhiều vậy làm gì? Việc quan trọng của ngươi bây giờ là tu luyện cho tốt, thực lực mạnh mới là kẻ mạnh, nếu không, cho dù người nhà ngươi có thực lực thì cũng vô dụng, ngươi hiểu không? Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, giữa núi núi sập, giữa người người chạy. Rèn sắt thì sức khỏe phải mạnh, ngươi thấy ta nói có lý không? Diệp Quân gật đầu, có lý. Tiểu tháp cười nói, là như vậy đấy. Trước đây ngươi từng nói thực lực của một số người là dựa vào thế lực của người đứng sau họ, cũng có người chỉ dựa vào thực lực chính mình. Điều ngươi hy vọng là dựa vào thực lực chính mình đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tiểu tháp nói tiếp, vì vậy ngươi cần nỗ lực tu luyện, không cần quan tâm đến những thứ khác, ngươi hiểu chưa? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, tháp gia, nếu ta đến tổng viện của Thư viện Quan Huyên, sau đó đưa ngươi ra, thì liệu Thư viện Quan Huyên có nể mặt ta chút không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu tháp. Giọng nói bí ẩn vang lên, ngươi đừng lừa hắn nữa, tốt nhất là ngươi ngậm miệng lại đi. Nếu không hắn sắp đoán ra được thân phận của mình rồi đấy. Tiểu tháp khẽ thở dài, tên khốn này đúng là có độc. Diệp Quân đột nhiên nói, tháp gia. Tiểu tháp đáp, ta đói rồi, ta muốn đi ngủ. Khò. Diệp Quân. Diệp Quân gọi lại mấy lần nhưng tháp gia đều không đáp. Diệp Quân lắc đầu cười nói, tháp gia, ta cũng không nghĩ tới cái khác, ta chỉ nghĩ nếu nhận tổ quy tông, mỗi tháng ta sẽ nhận được bao nhiêu bổng lộc. Tiểu tháp. Thấy tháp gia không nói gì, Diệp Quân bất lực không hỏi nữa, tăng tốc biến mất ở cuối trời.
Đích đến lần này của hắn là động thiên tuế nguyệt. Thần thuật sư. Trước đây hắn còn kiêng sợ thần thuật sư, thực lực của đám người dùng ma pháp này thật thần bí. Lần này, hắn tới động thiên tuế nguyệt với hy vọng có cơ hội cọ sát với thần thuật sư mạnh mẽ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Quân chợt dừng lại, trước mặt hắn không xa có một ông lão áo xám, ông lão đứng trong đám mây, tay cầm một cây gậy đen, nhìn chằm chằm Diệp Quân, có vẻ như đã đợi ở đây từ lâu. Diệp Quân nhìn ông lão áo xám, nhưng không nói gì. Lúc này, không gian quanh hắn khẽ rung chuyển, ngay sau đó, hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột xuất hiện. Vẻ mặt Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh. Ông lão áo xám nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, ta đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi. Diệp Quân bình tĩnh nói, có chuyện gì sao? Ông lão áo xám nói, nghe nói đầu của Diệp công tử có giá 500 vạn kim tinh, nên bọn ta muốn đến mượn đầu Diệp công tử. Xoẹt! Ánh kiếm bỗng lóe lên. Ông lão áo xám còn chưa kịp phản ứng, mười mấy cái đầu đã bay lên trời. Ông lão áo xám sững sờ. Diệp Quân xòe bàn tay ra, mười mấy chiếc nhẫn không gian bay vào tay hắn, nhìn thoáng qua, bên trong có hơn 1.000 vạn kim tinh. Mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng được. Bây giờ hắn đã có khoảng 150.000 vạn kim tinh. Sau khi thu nhẫn không gian, Diệp Quân nhìn ông lão áo xám, trước khi tới giết ta, các ngươi đã từng điều tra ta chưa? Ông lão áo xám run giọng nói, tiên bảo các nói ngươi chỉ mới đạt tới cảnh giới diệt không? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, ngươi tới giết ta nhiều không? Ông lão áo xám gật đầu, vô số lính đánh thuê của công hội lính đánh thuê đang tìm ngươi. Diệp Quân trầm mặc, tiên bảo các truy nã hắn chắc là có hai mục đích, thứ nhất là để có người đến giữ chân hắn, khiến hắn không thể đi tìm người mang thiên mệnh vào lúc này. Thứ hai có lẽ là để đánh giá xem thực lực thật sự của hắn. Nếu không phải như vậy, nếu tiên bảo các thật sự muốn giết hắn thì chỉ cần phái cường giả đỉnh cao của tiên bảo các đến, hắn hiện giờ chắc chắn không thể chống đỡ lại. Ví dụ như cường giả mạnh như An Vũ Quân. Nếu gặp phải cường giả mạnh như vậy, thì dù hắn có kiếm hành đạo, cũng không thể thắng nổi. Trong tiên bảo các và thư viện quan huyên chắc chắn có cường giả như vậy. Không chỉ thế, mà còn có người mạnh hơn An Vũ Quân. Nói một cách đơn giản, hiện giờ những thế lực bên người mang thiên mệnh sẽ không giết hắn, bọn họ hy vọng người mang thiên mệnh sẽ quang minh chính đại giết hắn, để nâng cao uy danh của người mang thiên mệnh. Muốn hắn trở thành bàn đạp của người mang thiên mệnh. Diệp Quân cười nhạt. Ông lão áo xám run rẩy nói, Diệp công tử, người thiếu tiền sao? Diệp Quân nhìn ông lão áo xám, sao thế? Ông lão áo xám do dự rồi nói, ta có một huynh đệ tốt, hắn rất nhiều tiền, có ít nhất mấy nghìn vạn kim tinh, ta sẽ lừa hắn tới cho ngươi giết. Huynh đệ tốt. Nghe ông lão áo xám nói thế, Diệp Quân không nói gì thêm, vung tay lên, kiếm quang bắn ra. Vèo. Đầu của ông lão áo xám văng ra xa, máu bắn tung tóe đến vài trượng. Diệp Quân thu chiếc nhẫn của ông lão áo xám, trong nhẫn có 1.000 vạn kim tinh. Không nhiều lắm nhưng vẫn vừa đủ. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, sao lại không chấp pháp câu cá? Ta nghĩ những lời ông ta nói khá khả thi. Diệp Quân lắc đầu, ta nghĩ kỹ lại thì dụ dỗ người khác phạm tội không tốt lắm, nếu chúng muốn đến giết ta, ta nhất định sẽ không nương tay. Nhưng ta chủ động dụ dỗ chúng giết ta, thì tính chất lại khác. Dứt lời, hắn ngự kiếm bay lên, biến mất vào chân trời vô tận. Tiểu tháp im lặng không nói. Động thiên tuế nguyệt. Động thiên tuế nguyệt nằm ở tuế nguyệt giới, là một giới độc lập riêng biệt, những thế lực lớn như động thiên tuế nguyệt đều có thế giới của mình. Khi Diệp Quân đến lối ra vào của tuế nguyệt giới, một ông lão xuất hiện trước mặt hắn, ông lão nhìn Diệp Quân ngờ vực, ngươi là ai? Diệp Quân chắp tay lại, ta là Diệp Quân, đến để chào hỏi Kiều Tinh Giao cô nương. Diệp Quân. Ông lão ngạc nhiên, ngươi là Diệp Quân mà tiên bảo các đang ra lệnh truy nã sao? Dĩ nhiên ông ta biết Diệp Quân, bây giờ cả vũ trụ có ai mà không biết Diệp Quân chứ? Không chỉ thích giết người mà còn giỏi chạy trốn. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Ông lão nhìn Diệp Quân, lặng thinh không nói. Diệp Quân nhìn ông lão, cười nói, ta có hẹn với Kiều Tinh Giao cô nương, tiền bối có thể đi thông báo một tiếng được không? Nếu cô ấy không muốn gặp ta thì ta sẽ đi ngay, không quấy rầy nữa. Ông lão ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Diệp công tử đợi một lát.
Nói rồi ông ta xoay người đi. Mặc dù Diệp Quân bị Tiên Bảo Các truy nã nhưng ông ta cũng không có ý xem Diệp Quân là kẻ địch, mặc dù thân phận của người trước mặt này không bằng người mang thiên mệnh nhưng cũng là một cường giả chuẩn đại kiếm đế. Yêu nghiệt tuyệt thế như vậy không phải là người mà một tên gác cổng như ông ta có thể đắc tội, cũng không nên đắc tội. Không lâu sau, một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ không gian cách chỗ Diệp Quân không xa. Người bước ra chính là Kiều Tinh Giao. Hôm nay Kiều Tinh Giao mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, mái tóc cô ta rất dài, xóa qua vai và chạm đến hông, đôi mắt cô ta rất to, cực kỳ long lanh. Trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, mặc dù cô ta là thần thuật sư nhưng trên người cô ta lại không hề có khí thế rợn người nào. Kiều Tinh Giao bước đến trước mặt Diệp Quân, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Quân cười nói, Kiều cô nương, chuyến này đến tìm cô sẽ không gây phiền phức cho cô chứ. Kiều Tinh Giao liếc nhìn Diệp Quân, đương nhiên là không rồi, đi thôi, chúng ta vào Tuế Nguyệt Giới. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân đi vào Tuế Nguyệt Giới. Vừa bước vào Tuế Nguyệt Giới, Diệp Quân nhìn thấy từng dãy núi, mà phía xa đó lại có một ngọn núi treo lơ lửng trong mây, trên đỉnh núi đó có gần cả vạn thác nước cao hàng trăm trượng đổ xuống, vô cùng ngoạn mục. Trong các dãy núi xung quanh, thi thoảng có cả đàn tiên hạc bay ngang qua. Kiều Tinh Giao dẫn Diệp Quân đến dưới chân núi treo lơ lửng đó, hai người chậm rãi đi dọc theo một hồ nước. Kiều Tinh Giao bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Quân cười nói, Diệp công tử, người đặc biệt đến thăm ta sao? Ờ thì, vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Phụt, Kiều Tinh Giao mím môi cười, ta đùa ngươi thôi. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, Kiều cô nương, ta đến đây là muốn luyện tập mài giũa với cô. Kiều Tinh Giao chớp mắt, mài giũa. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Kiều Tinh Giao ngẫm nghĩ rồi nói, sao lại có suy nghĩ này? Diệp Quân nghiêm túc nói, thần thuật sư rất mạnh, ta muốn khiêu chiến. Kiều Tinh Giao suy nghĩ rồi gật đầu, được, đi theo ta. Cô ta kiểng nhẹ chân lên, cả người bay vút về phía chân trời. Diệp Quân ngự kiếm bay lên đi theo cô ta. Không lâu sau, Kiều Tinh Giao dẫn Diệp Quân đến đỉnh núi, cô ta dẫn hắn đến một quảng trường tỷ võ. Diệp Quân thấy chính giữa quảng trường tỷ võ cách đó không xa có một bức tượng người phụ nữ, bức tượng được điêu khắc như thật, vô cùng xinh đẹp, tay người phụ nữ cầm một cuốn sách cổ. Kiều Tinh Giao cười nói, đây là tiên tổ Nam Ly Mộng của Động Thiên Tuế Nguyệt bọn ta, bà ấy rất lợi hại. Nam Ly Mộng. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia. Người biết không, tiểu tháp im lặng một lúc rồi khẽ nói, chưa từng nghĩ đến. Diệp Quân hỏi, chưa từng nghĩ đến gì cơ? Tiểu tháp nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Quân. Lúc này Kiều Tinh Giao bỗng nói, Diệp công tử, bắt đầu thôi. Tay cô ta cầm một cây pháp trượng. Diệp Quân nhìn Kiều Tinh Giao, ngay sau đó hắn bỗng biến mất, thoáng chốc một thanh kiếm đã đánh đến trước mặt Kiều Tinh Giao. Kiều Tinh Giao bỗng biến mất không thấy tăm hơi. Vèo. Thanh kiếm này đâm vào không khí, không gian nứt ra. Diệp Quân xoay người lại nhìn, Kiều Tinh Giao đã xuất hiện cách đó khoảng vài chục trượng. Kiều Tinh Giao mỉm cười, Diệp công tử, cẩn thận. Cô ta vừa dứt lời, không gian xung quanh Diệp Quân nứt toác, ngay sau đó mấy mươi bàn tay đầy máu kỳ dị thò ra. Lúc này Diệp Quân lại biến mất. Xoẹt. Ở đằng xa. Không gian trước mặt Kiều Tinh Giao bỗng nứt ra, lúc này Kiều Tinh Giao lại biến mất khỏi đó. Khi cô ta xuất hiện trở lại thì đã đứng cách chỗ đó mấy mươi trượng về phía bên phải, nhưng cô ta vừa dừng lại thì sắc mặt thay đổi, vì có một thanh kiếm đã đợi ở ngay vị trí này, tức là cô ta chủ động đụng phải nó. Thanh kiếm đó bay đến giữa trán Kiều Tinh Giao. Kiều Tinh Giao khó tin nói, ngươi. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, ta đoán. Kiều Tinh Giao nhìn Diệp Quân, người đoán chuẩn xác thế à? Diệp Quân gật đầu, tốc độ của ta nhanh hơn cô, ngay khi cô đang di chuyển thì ta đã có thể đoán được đại khái vị trí cô muốn đáp xuống. Kiều Tinh Giao trầm giọng nói, lại lần nữa. Diệp Quân khẽ gật đầu, xòe bàn tay ra, phi kiếm bay về lại trong tay hắn. Kiều Tinh Giao bỗng thầm niệm câu chú. Bỗng nhiên không gian trong phạm vi trăm trượng nứt ra. Sau đó vô số khí tức đáng sợ cuồn cuộn quét tới, nhưng đúng lúc này một thanh kiếm bỗng bay đến giữa trán Kiều Tinh Giao. Khuôn mặt Kiều Tinh Giao cứng đờ. Diệp Quân nhìn Kiều Tinh Giao, thi pháp quá chậm, ta không đợi kịp,
Kiều Tinh Giao nhìn Diệp Quân, đôi mắt ngần ngấn nước. Thấy thế, Diệp Quân cảm thấy hơi đau đầu. Sao cô còn khóc nữa thế? Mời Thiên Tổ. Kiều Tinh Giao cảm thấy hơi ấm ức, người bắt nạt người ta. Ngươi không thể đợi ta thi triển pháp rồi hắn xuất kiếm sao? Diệp Quân lặng thinh không nói. Hắn bỗng cảm thấy hắn đến đây tập luyện mài giũa là một sai lầm. Ta đến đây là để nâng cao sức mạnh chứ không phải đến trêu chọc người khác. Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn mình trở nên mạnh hơn thôi. Đúng lúc này, một người phụ nữ bỗng từ bên cạnh đi tới, nhìn vẻ ngoài của người phụ nữ ước chừng mới 30 tuổi, dáng người đầy đặn như một quả đào chín mọng, kiều diễm quyến rũ, cả người toát ra một phong thái kỳ dị. Người phụ nữ bước đến trước mặt Kiều Tinh Giao cười nói, đây là thua không dám nhận à. Kiều Tinh Giao hơi cúi đầu xuống, khẽ nói, ta chưa từng bị bắt nạt như vậy. Người phụ nữ khẽ cười, quay sang nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, ta đánh với ngươi được chứ? Diệp Quân do dự rồi gật đầu, được. Người phụ nữ cong môi, ta ra tay đây. Diệp Quân gật đầu, ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi, vừa muốn xuất kiếm thì hắn cảm nhận được một sợi dây leo quấn chặt lấy người mình, sau đó một tia sáng u tối xoẹt qua. Diệp Quân híp mắt lại, ngẫm nghĩ, một thanh khí kiếm đột nhiên bay ra. Thế nhưng khí kiếm đó lại bị ánh sáng u tối đánh nát, lúc này Diệp Quân đã sử dụng một thanh phi kiếm khác chém đứt dây leo quấn lấy người mình. Cùng lúc đó một nhát kiếm của hắn chém đến trước mặt người phụ nữ, tốc độ quá nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã đến, nhưng khi kiếm chỉ còn cách trán của người phụ nữ nửa tấc, hai ngón tay người phụ nữ đã kẹp chặt lấy thanh kiếm. Đồng tử Diệp Quân co lại, vừa định lùi lại về sau, hai ngón tay của người phụ nữ bỗng hơi dùng sức. Diệp Quân lập tức lùi về sau mấy trăm trượng. Ngay khi hắn vừa dừng lại, rất nhiều dây leo bỗng trồi lên từ dưới mặt đất ngay dưới chân hắn, thoáng chốc hắn đã bị đám dây leo này quấn chặt, không thể động đậy. Người phụ nữ bước đến trước mặt Diệp Quân, rồi cười nói, ngươi thua. Nhưng ngay lúc này tay phải Diệp Quân bỗng phát ra sức mạnh đáng sợ, sau đó người phụ nữ biến sắc. Lúc này, tay phải Diệp Quân chộp lấy tay phải người phụ nữ. Ngay sau đó hắn tiện thể lao về phía trước, tay phải rung dữ dội. Thoáng chốc sức mạnh đáng sợ lập tức đánh văng người phụ nữ ra xa. Liệt thế thốn kình. Sao kình thâm ướt, kẽ hở động trời, thần quyền diệt thế, cận chiến vô địch. Người phụ nữ văng ra xa cả trăm trượng, bà ấy vừa dừng lại, một thanh kiếm khác bỗng bổ tới, nhưng ngay sau đó Diệp Quân biến sắc, hắn xoay phắt người lại. Vừa định ra tay thì lúc này cả thời không đều biến thành một cái lồng nhốt hắn. Thời không? Không phải không gian. Khác biệt quá lớn. Diệp Quân định xuất kiếm nhưng lại kinh hoàng phát hiện, kiếm của hắn hoàn toàn không thể lay chuyển được thời không này. Người phụ nữ đứng cách đó khá xa nhìn cánh tay phải của mình, cả cánh tay phải của người phụ nữ đã bị xé nát. Thế mà có thể làm mình bị thương. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, cảm thấy khá chấn động. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, Diệp công tử, mọi người đều nghĩ ngươi là kiếm đế, không ngờ ngươi không chỉ là một kiếm đế, mà còn là một võ thần. Võ thần. Nghe người phụ nữ nói thế, Kiều Tinh Giao ở một bên trợn to mắt, mặt hiện lên vẻ không dám tin. Lúc này người phụ nữ cũng cảm thấy chấn động. Vừa là kiếm đế, vừa là võ thần. Rốt cuộc ai mới là người mang thiên mệnh đây? Diệp Quân nhìn người phụ nữ. Vẻ mặt chán nản, ta thua rồi. Người phụ nữ tức giận nói, ngươi cảm thấy không phục ư. Ngươi có biết ta cao hơn ngươi bao nhiêu cảnh giới không? Kiều Tinh Giao vội nói, Diệp công tử, vị này là Nam Ly Âm động chủ của Động Thiên Tuế Nguyệt. Động chủ. Diệp Quân sửng sốt. Hắn không ngờ người đánh nhau với hắn lại là động chủ Động Thiên Tuế Nguyệt. Thảo nào lại mạnh như vậy? Hơn nữa người phụ nữ này vẫn chưa dùng hết thực lực của mình. Dù sử dụng kiếm hành đạo cũng chưa chắc đã đánh thắng đối phương. Cách biệt quá lớn. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, trong các thiên tài ta từng gặp, người có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Diệp Quân không nói gì. Nam Ly Âm nhíu mày, người không tò mò những người khác sao? Diệp Quân lắc đầu, chắp tay nói, tiền bối, ta có thể tập luyện với bà ở đây mỗi ngày không? Nam Ly Âm không nói gì. Luyện tập với tên này. Nếu không có người mang thiên mệnh, tiên bảo các và thư viện quan huyên thì tất nhiên bà ấy rất vui vẻ. Dù sao đây cũng là một yêu nghiệt tuyệt thế.
Nhưng bây giờ Diệp Quân và người mang thiên mệnh là kẻ thù sinh tử, Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các đã tỏ thái độ ủng hộ người mang thiên mệnh, nhất là Tiên Bảo Các công khai bày tỏ thái độ ủng hộ người mang thiên mệnh. Nếu bây giờ Động Thiên Tuế Nguyệt ủng hộ Diệp Quân tức là đang công khai đứng về phía đối lập với Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp. Xét về góc độ cá nhân, bà ấy rất tán thưởng thanh niên trước mặt này. Nhưng xét về góc độ của tộc trưởng, bà ấy phải suy xét chu toàn, dù sao Động Thiên Tuế Nguyệt cũng có đến mấy chục vạn người. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, quấy rầy rồi. Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Hắn nghĩ những lời mình vừa nói hơi hấp tấp, không suy xét cho người ta, tình hình hiện giờ của mình quả thật không nên làm liên lụy đến người khác. Khoan đã. Lúc này Nam Ly Âm bỗng nói. Diệp Quân xoay người nhìn Nam Ly Âm, bà ấy bình tĩnh nói, đợi 15 phút. Nói xong, bà ấy xoay người nhìn bức tượng của Nam Ly Mộng, cho mời tiên tổ. Rầm. Bức tượng đó bỗng từ từ nứt ra. Kiều Tinh Giao nhìn Nam Ly Âm, run giọng nói, động chủ, bà. Cô ta không ngờ động chủ lại cho mời tiên tổ, phải biết là chỉ có khi liên quan đến sự sinh tồn của Động Thiên Tuế Nguyệt mới có thể làm chuyện này. Nam Ly Âm không nói gì. Bà ấy không thể nhìn thấu Diệp Quân, không dám quyết định nhưng bà ấy lại nghĩ đây có lẽ là một cơ hội của Động Thiên Tuế Nguyệt. Đã thế thì để tiên tổ đến xem thử thanh niên này. Tiên tổ nói ủng hộ thì đứng về phía hắn vậy. Tiên tổ nói không thì chỉ đành từ bỏ. Mặc dù lãng phí một cơ hội gọi tiên tổ nhưng bà ấy nghĩ là đáng, thanh niên này có thể làm nên việc lớn. Liệu tiên tổ có xem trọng thanh niên này không? Đánh cược vậy. Cược thua cùng lắm bị mắng một trận, nghiêm trọng hơn một chút thì bị cách chức tộc trưởng mà thôi. Pho tượng vỡ nứt, một người phụ nữ chậm chậm bước ra. Người phụ nữ mặc một bộ váy xanh, tay cầm một cuốn sách cổ. Bà ấy vừa xuất hiện thì Nam Ly Âm và Kiều Tinh Giao đứng bên đã quỳ xuống, bái kiến tiên tổ. Nam Ly Mộng. Sau khi Nam Ly Mộng xuất hiện, ánh mắt của bà ấy rơi trên người Diệp Quân. Lúc nhìn thấy hắn, bà ấy đã sững sờ. Diệp Quân do dự một lát rồi khẽ hành lễ, kính chào tiền bối. Cùng lúc đó, trong lòng hắn thầm hỏi, Tháp gia, người quen với tiền bối này không? Tiểu Tháp, quen. Diệp Quân sửng sốt, Tháp gia. Người quen cả người này à? Tiểu Tháp hỏi, có vấn đề gì không? Diệp Quân hơi tò mò, Tháp gia, trước đây ngươi làm nghề gì vậy? Ta thấy ngươi quen biết rất nhiều người. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, ta chỉ là người làm công ăn lương thôi. Diệp Quân vội hỏi, làm công cho cha ta à? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân lại hỏi, một tháng lương bổng của ngươi được bao nhiêu? Tiểu Tháp, lúc này... Nam Ly Mộng bỗng cười nói, cậu qua đây. Diệp Quân ngẩn người, sau đó hỏi lại, ta sao? Nam Ly Mộng gật đầu, ừ. Diệp Quân chần chừ một lúc mới bước tới trước mặt Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng quan sát đánh giá hắn một lát thì khẽ cười, chắc ông ấy sẽ rất thích cậu. Diệp Quân hỏi, cha ta sao? Nam Ly Mộng lắc đầu, ông nội cậu. Ông nội. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Ôi trời! Ở đâu lại xuất hiện một ông nội thế này? Nam Ly Mộng cười nói, không ngờ lại có thể gặp cậu bằng cách này. Diệp Quân hỏi, tiền bối là? Nam Ly Mộng khẽ cười, ta là bạn tốt của ông nội cậu. Diệp Quân lập tức khom sâu người hành lễ, vãn bối bái kiến tiền bối. Đây là lễ của vãn bối. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Nam Ly Mộng càng thêm sán lạn, ánh mắt thì lại dịu dàng hơn nhiều. Nam Ly Âm đứng bên cạnh thấy cảnh này thì bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Nam Ly Mộng thế này thì Nam Ly Âm biết dù tiên tổ không cho tộc Nam Ly giúp đỡ Diệp Quân thì cũng sẽ không trừng phạt mình. Lúc này, Nam Ly Mộng bỗng nhìn Nam Ly Âm, người mời tiên tổ vì chuyện gì? Nam Ly Âm vội tường thuật lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Nam Ly Mộng nhíu mày, bà ấy nhìn Diệp Quân, bây giờ cậu chỉ có một mình à? Dù sao cũng là cháu của cố nhân. Nên bà ấy không dùng thần thức để kiểm tra Diệp Quân. Diệp Quân vội đáp, còn Tháp gia nữa ạ? Tháp gia? Nam Ly Mộng sửng sốt, sau đó cười nói, thì ra là vậy. Nói xong, bà ấy nhìn Nam Ly Âm, ngươi làm rất tốt. Rất tốt. Nam Ly Âm vui mừng khôn xiết. Nam Ly Mộng nhìn Nam Ly Âm, dùng huyền khí truyền âm, người này là cháu cố nhân của ta,
tộc Nam Ly chúng ta phải dốc sức giúp đỡ. Dốc sức giúp đỡ. Sắc mặt Nam Ly âm nghiêm trọng, còn định nói gì đó nhưng Nam Ly Mộng đã nói tiếp, không cần kiêng kỵ điều gì cả, có chết cũng phải giúp là được. Có chết cũng phải giúp. Nam Ly âm khẽ gật đầu, vãn bối đã hiểu. Tuy trong lòng còn nhiều nghi ngờ nhưng bà ta không hỏi thêm gì, cứ nghe theo lời tiên tổ là được rồi. Diệp Quân đứng bên nhìn hai người phụ nữ, chợt thấy cạn lời. Các người lại truyền âm nữa rồi, các người cứ nói ra đi, Diệp Quân ta cũng đâu phải là kẻ nhiều chuyện, chắc chắn sẽ không nói với người ngoài đâu. Nam Ly Mộng nhìn Diệp Quân, cười nói, nhóc con, ta sắp đi rồi. Diệp Quân chân thành nói, tiền bối, tháp gia nói ông nội vãn bối. Ôi này! Tiểu tháp bỗng ngắt lời Diệp Quân, run giọng nói, thằng nhóc, ngươi đừng nói bừa nhé. Ta chưa từng nói xấu ông nội ngươi, ngươi đừng làm bừa nhé. Diệp Quân! Ánh mắt Nam Ly Mộng lóe lên một tia tinh quái, tháp gia nói ông nội cậu làm sao? Diệp Quân đáp, tháp gia nói ông nội ta rất lợi hại. Ông ấy lợi hại thật sao? Nam Ly Mộng mỉm cười, cũng tạm, bây giờ ông ấy cũng chẳng thường xuyên ra tay nữa. Diệp Quân chớp mắt, vì không có kẻ địch à? Nam Ly Mộng bỗng bật cười, thằng nhóc này lại muốn moi thông tin từ bà ấy. Nam Ly Mộng cười nói, thực lực của ông nội cậu cũng chỉ hơn tháp gia của cậu một chút thôi. Tháp gia? Diệp Quân lắc đầu cười, tiền bối này không dễ lừa như tháp gia. Nam Ly Mộng mỉm cười rồi nói, nhóc con, ta đi đây. Cậu cố gắng lên nhé, con đường phía trước rất khó khăn. Đặc biệt là nhà cậu thật sự quá nghèo. Nghe thế, sắc mặt Diệp Quân bỗng u ám, không mắc nợ ai chứ ạ. Nam Ly Mộng chớp mắt, hình như là có đấy. Diệp Quân im lặng. Mẹ kiếp! Thế không nhận tổ quy tông thì có vẻ tốt hơn. Thấy Diệp Quân sụ mặt xuống, Nam Ly Mộng mỉm cười, bà ấy nhìn Nam Ly Âm đứng bên cạnh rồi dần dần biến mất. Nam Ly Âm im lặng. Bà ấy hiểu được ánh mắt lúc rời đi của tiên tổ là gì. Đó chính là bảo bà ấy phải giúp đỡ Diệp Quân nhiệt tình vào. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quân, trong lòng đầy dẫy những câu hỏi, rốt cuộc lý do gì khiến tiên tổ bất chấp thư viện Quan Huyên và tiên bảo các để giúp đỡ chàng trai này. Thật tò mò. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhìn Nam Ly Âm, tiền bối, ta suy nghĩ lại thấy vẫn không nên liên lụy đến tộc Nam Ly thì hơn. Nam Ly Âm vội nói, ngươi nói gì vậy? Ngươi chưa nghe thấy sao? Ông nội ngươi và tiên tổ của ta quen biết nhau, nói vậy thì chúng ta cũng được xem như là thân thích. Thân thích thì chính là người của mình. Nếu đã là người của mình, nhắc gì đến chuyện liên lụy hay không liên lụy chứ? Diệp Quân im lặng. Sao lại biến thành người mình cả thế này? Lẽ nào ông nội của mình rất lợi hại? Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, tháp gia, bây giờ ta với ông nội mà đánh với nhau thì sẽ thế nào? Tiểu tháp thản nhiên đáp, ông ấy đánh ngươi. Thì chắc là như đánh một thằng cháu vậy đó. Diệp Quân. Lúc này, Nam Ly Âm đứng bên cạnh bỗng nói, Diệp công tử, ta phải nhắc nhở ngươi một việc, sư phụ bây giờ của người mang thiên mệnh kia là Đại Võ Tông đấy. Diệp Quân nhìn Nam Ly Âm, Đại Võ Tông sao? Nam Ly Âm gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, người này là Đại Võ Tông của Võ Viện, không chỉ phụ trách dạy võ ở Võ Viện mà còn từng tham gia chiến trường hư chân, thực lực của ông ta hơn xa ta. Hơn nữa, ngươi không thể tưởng tượng được tài nguyên ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên nhiều đến cỡ nào đâu. Thế nên, dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng ngươi tuyệt đối không được có tâm lý khinh địch, biết không? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Đương nhiên hắn sẽ không bao giờ khinh thường người mang thiên mệnh. Người ta có tài nguyên của cả Thư viện Quan Huyên, còn có một sư phụ cực kỳ mạnh mẽ dạy dỗ. Được đãi ngộ như vậy, đừng nói là người mang thiên mệnh. Cho dù có là một người bình thường cũng sẽ trở thành một sự tồn tại đáng sợ. Nam Ly Âm gật đầu, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhanh đến bất thường, chắc chắn thư viện cũng biết được điểm này, thế nên trong cuộc chiến với người mang thiên mệnh lần này, ngươi không thể đặt hết tất cả hy vọng vào tốc độ được. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn họ sẽ nghiên cứu ra được một cách đánh nhằm đối phó với tốc độ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân nhíu mày. Đừng nói chứ. Hắn thật sự đã bỏ qua điểm này. Tất cả mọi người đều biết tốc độ của hắn rất nhanh, chắc chắn Thư viện Quan Huyên cũng biết. Người mang thiên mệnh mà bọn họ bồi dưỡng chắc chắn cũng sẽ ra tay từ góc độ này.
Nam Ly Âm tiếp tục nói, chuyện ngươi là võ thần đừng để truyền ra ngoài, biết chưa? Diệp Quân gật đầu, biết rồi ạ. Nam Ly Âm khẽ gật đầu, đây xem như con át chủ bài lớn nhất của ngươi bây giờ. Nhưng ta thấy vẫn chưa đủ, ngươi cần phải thực chiến. Diệp Quân gật đầu, nhưng ta thiếu đối thủ thích hợp. Nói rồi, hắn nhìn Nam Ly Âm lắc đầu, ta không hợp để làm đối thủ cho ngươi. Bây giờ ngươi không thể nào đánh lại ta, đánh với ta chỉ mãi chịu đòn, không có tác dụng gì quá lớn. Diệp Quân trầm tư. Bây giờ hắn tìm đối thủ thích hợp thật sự quá khó. Nam Ly Âm bỗng nói, theo ta được biết, ngươi quen biết với Diệp Quan chỉ cô nương, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quân, tìm cô ấy. Diệp Quân sững sờ. Nam Ly Âm trầm giọng nói, cả thư viện Quan Huyên không có mấy ai xứng làm đối thủ của ngươi, người có thể giúp được ngươi nhiều nhất chính là Diệp Quan chỉ. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, chẳng phải cô ấy đã bị giam lỏng rồi sao ạ? Nghe vậy, Nam Ly Âm thở dài. Đúng là rất khó. Bị thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các cùng lúc kìm kẹp, Diệp Quân không thể làm được gì cả. Kiều Tinh Giao đứng bên cạnh chợt lên tiếng, tới kiếm tông. Nghe thế, Diệp Quân và Nam Ly Âm đều ngây ra. Kiều Tinh Giao nghiêm túc nói, Diệp công tử và Tào Bạch kia khá thân thiết, chỉ cần thông báo cho Tào Bạch thì chắc chắn y sẽ tới đón Diệp công tử. Nếu Diệp công tử tới kiếm tông, thư viện và Tiên Bảo Các cũng không làm gì được công tử. Nam Ly Âm trầm giọng nói, Tào Bạch có bằng lòng giúp đỡ không? Kiều Tinh Giao gật đầu, chắc là bằng lòng. Vì sau trận chiến với Diệp công tử, y và Diệp công tử rất hợp cả với nhau. Hơn nữa, kiếm chủ nhân gian đã lật lại vụ án cho Diệp công tử rồi, vì thế ta tin Tào Bạch chắc chắn sẽ giúp Diệp công tử. Thêm vào đó, Diệp công tử là kiếm tu, nếu tới kiếm tông, chỉ cần kiếm tông chịu giúp đỡ thì chắc chắn Diệp công tử sẽ được nâng cao rất nhiều về mặt kiếm đạo. Kiếm tông. Diệp Quân gật đầu, nếu được thì ta cũng muốn tới kiếm tông xem thử. Hắn là kiếm tu, hắn thật sự muốn tới kiếm tông xem thử. Đó là tông môn kiếm tu lớn nhất ở vũ trụ Quan Huyên hiện nay. Nam Ly Âm bỗng nói, để ta liên lạc với Tào Bạch. Diệp Quân ôm quyền, đa tạ. Nam Ly Âm nói, người đợi một chút. Nói rồi bà ấy quay người rời đi. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, kiếm tông là do kiếm chủ nhân gian sáng lập ra à? Tiểu tháp, không phải. Diệp Quân nhíu mày. Không phải sao? Tiểu tháp nói, ừ, người sáng lập ra kiếm tông là Tiêu Dao kiếm tu, cả đời chỉ cầu một trận thua. Sau ông ấy, tông chủ kiếm tông là, kiếm chủ Thanh Sam. Diệp Quân hơi ngờ vực, kiếm chủ Thanh Sam. Tiểu tháp khẽ nói, kiếm chủ Thanh Sam, Tiêu Dao kiếm tu, thiên mệnh tỷ tỷ. Bọn họ ở tầm một truyền thuyết khác rồi. Thời đại bây giờ không mấy ai biết đến họ, có thể một ngày nào đó trong tương lai. Trên đời này sẽ không còn truyền thuyết về bọn họ nữa. Diệp Quân hơi kinh ngạc, sao giọng điệu của tháp gia lại trở nên hơi bi thương thế này. Đúng lúc này, Nam Ly Âm xuất hiện, bà ấy cười nói, Tào Bạch bằng lòng giúp đỡ, bây giờ y đang tới đón ngươi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, hắn thấy hơi biết ơn chuyến hành trình tới Thanh Châu lúc trước. Tuy bị kẻ địch vây đánh, nhưng hắn đã kết giao được rất nhiều bạn bè. Mà bây giờ... Những người bạn này đều rất nghĩa khí, bằng lòng giúp hắn. Bấy giờ, một ông lão xuất hiện bên cạnh Nam Ly Âm. Ông ta đang định dùng huyền khí truyền âm thì Nam Ly Âm đã nói, tiểu quan là người mình, không có gì là không thể nói với cậu ấy cả. Ông lão nhìn Diệp Quân rồi vội gật đầu, trầm giọng nói, động chủ, vừa nhận được tin là Tiên Bảo Các bỗng phái 12 tiên binh tới chỗ chúng ta, một lát nữa sẽ tới Tuế Nguyệt giới của chúng ta. Nam Ly Âm híp mắt lại, chắc chắn bọn họ biết được tiểu quan sắp tới kiếm tông. Bọn họ không muốn tiểu quan tới đó. Sắc mặt Diệp Quân trầm hẳn xuống. Lúc này, Nam Ly Âm bỗng tức giận nói, truyền lệnh, tất cả cường giả của Động Thiên Tuế Nguyệt lập tức tập hợp tới đây, hộ tống tiểu quan tới kiếm tông, trong vòng nửa khắc ai không có mặt thì ta đánh chết kẻ đó. Ông lão ngẩn cả người. Hợp lực toàn tộc để hộ tống. Không chỉ mình ông lão chấn động mà đến cả Diệp Quân cũng sửng sốt. Cả tộc hộ tống mình sao? Lòng Diệp Quân thấy vô cùng chấn động. Hắn thật sự không ngờ Nam Ly Âm lại làm như thế này, phải biết làm như vậy có nghĩa là trực tiếp tuyên chiến với Tiên Bảo Các. Ông nội! Bây giờ,
hắn nhớ tới ông nội mà tiên tổ tộc Nam Ly nhắc đến khi nãy. Không còn gì để nghi ngờ nữa, tiền bối Nam Ly âm này làm vậy là có liên quan tới tiên tổ tộc Nam Ly. Mà tiên tổ tộc Nam Ly làm vậy là vì ông nội mình. Ông nội mình có sức hấp dẫn tới vậy sao? Diệp Quân thầm nói, tháp ra, ông nội của ta ở đâu rồi? Tiểu tháp, thấy ông lão ngơ ngác thì Nam Ly âm nhíu mày, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ông lão hoảng hốt, vội cúi chào rồi lui xuống. Nhận được lệnh của Nam Ly âm, vô số khí tức mạnh mẽ trên khắp tuế nguyệt giới xông thẳng lên trời, chưa tới nửa khắc đã xuất hiện mấy vạn cường giả khủng bố. Trong những cường giả này, người có cảnh giới thấp nhất là đạo kiếp, còn cường giả cảnh giới đăng phong thì có đến mấy nghìn người, còn một số cường giả có khí tức mạnh mẽ và khủng bố hơn nữa. Thật sự là cường giả đỉnh cấp của cả tộc đều tập họp. Diệp Quân nhìn mà không biết phải làm sao. Tất cả mọi người đều nhìn Nam Ly Âm. Vẻ mặt Nam Ly Âm không cảm xúc, tuyên bố thẳng thừng, hôm nay, toàn tộc Nam Ly ta phải hộ tống Diệp công tử tới kiếm tông. Nghe vậy, sắc mặt của cường giả tộc Nam Ly đều biến đổi. Bọn họ đều biết Diệp Quân này là người bị tiên bảo các truy nã, hơn nữa, hắn còn là kẻ thù không đội trời chung với người mang thiên mệnh. Tộc trưởng đã chọn đứng về phía Diệp Quân rồi sao? Hồ đồ! Một vài trưởng lão tộc Nam Ly định khuyên nhủ nhưng Nam Ly âm bỗng nói, không cần phải bàn thêm gì về chuyện này nữa, nếu hôm nay kẻ nào dám gây chuyện, đừng trách ta mạnh tay. Nói rồi, bà ấy lạnh lùng nhìn tất cả cường giả của tộc Nam Ly. Mọi người không dám hé răng nửa lời. Nam Ly âm này thân là một người phụ nữ mà có thể làm được đến chức động chủ của động thiên tuế nguyệt thì tuyệt đối không phải là người ăn chay đâu. Sau khi trấn áp được cường giả của động thiên tuế nguyệt, Nam Ly âm nhìn Diệp Quân, tiểu quan, đi thôi. Nói rồi, bà ấy phất tay áo, không gian nứt ra, đường hầm thời không xuất hiện, bà ấy dẫn Diệp Quân đi thẳng vào đó. Các cường giả của động thiên tuế nguyệt cũng vội vã đi theo. Trong đường hầm thời không, Nam Ly âm đi đầu tiên, hai tay bà ấy chắp sau lưng, mặt không cảm xúc. Cược. Lần này bà ấy phải cược một ván lớn. Nếu tiên tổ đã xem trọng chàng trai này đến vậy thì bà ấy sẽ đánh cược, cược vào trực giác của mình và mắt nhìn người của tiên tổ. Động thiên tuế nguyệt phát triển đến ngày hôm nay đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, khó càng thêm khó. Mà lần này, Diệp Quân khiến bà ấy nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu Diệp Quân thắng người mang thiên mệnh, với thiên phú khủng bố của Diệp Quân, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại kiếm đế siêu cấp. Hơn nữa, quan trọng nhất là thân phận của chàng trai này tuyệt đối không đơn giản. Tiên tổ không thể nào không ý thức được sự khủng bố của Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, nhưng tiên tổ vẫn bảo bà ấy dù có chết cũng phải giúp chàng trai này. Điều này rất khác thường. Tóm lại, cứ làm là được. Sắc mặt của một vài cường giả tộc Nam Ly cực kỳ khó coi, tộc trưởng nhà mình bị sao vậy? Sao lại làm ra chuyện hoang đường thế này cơ chứ? Nhưng lúc này, bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác, đâm lao phải theo lao thôi. Lúc này mà tranh đấu nội bộ là việc làm ngu xuẩn nhất. Đúng lúc này, đường hầm thời không ở phía xa bỗng sụp đổ. Nam Ly âm nheo mắt lại rồi phất tay áo. Một luồng sức mạnh khủng bố bao trùm tất cả mọi người lại. Sau đó, Nam Ly âm búng tay, cưỡng ép xé dòng chảy thời không hỗn loạn ra. Khi xuất hiện lại một lần nữa, bọn họ đã ở trong một mảng tinh không. Đối diện với bọn họ là 12 cường giả khủng bố. Tiên binh của Tiên Bảo Các. Thấy cảnh này, sắc mặt cường giả của tộc Nam Ly đều trở nên nghiêm trọng. Ngoài mặt, Tiên Bảo Các có 3 lực lượng võ trang lớn, lần lượt là tiên binh, đạo binh và thần vệ võ các trong truyền thuyết. 3 nhánh quân này được tiên bảo các dốc sức bồi dưỡng, thực lực cực kỳ khủng bố. Mà người có cảnh giới thấp nhất trong 12 vị tiên binh trước mặt bọn họ đây cũng đã đạt đến cảnh giới tạo cực rồi. Trên cảnh giới đăng phong chính là cảnh giới tạo cực. Ông lão áo đen dẫn đầu tỏa ra khí tức khủng bố không gì sánh bằng. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Nam Ly âm, Nam Ly động chủ, hành động của bà khiến ta rất ngạc nhiên đấy. Nam Ly âm cười nói, thì ra là phó thống lĩnh Âu Dương Tín, không ngờ lần này ông lại đích thân dẫn binh đến. Xem ra các ông thật sự rất sợ Diệp công tử tới được kiếm tông. Âu Dương Tín khẽ lắc đầu, Nam Ly động chủ, động thiên tuế nguyệt phát triển đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì,
bà chắc chắn muốn vì một người ngoài mà đánh cược cơ nghiệp vô số năm qua của Động Thiên Tuế Nguyệt sao? Thậm chí, là cả tính mạng của bọn họ. Đây chính là uy hiếp. Tất cả cường giả của Động Thiên Tuế Nguyệt đều nhìn Nam Ly Âm, nói thật lòng, bọn họ vẫn không muốn đối đầu với Tiên Bảo Các và Thư Viện Quan Huyên. Nam Ly Âm nhìn chằm chằm Âu Dương Tín, trong vòng 3 giây, ông không nhường đường thì đừng trách ta không khách sáo. Âu Dương Tín hơi nheo mắt, bà ra tay có nghĩa là đang tuyên chiến với Tiên Bảo Các ta. Nam Ly Âm bước tới trước một bước, ánh mắt kiên định, tuyên chiến thì tuyên chiến. Dứt lời, bà ấy bỗng phất tay áo, chớp mắt, một đạo sấm sét dài mấy nghìn trượng phóng từ trong tay áo của bà ấy ra. Đồng tử Âu Dương Tín rút lại, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đấm mạnh tới trước, lực trào ra từ đầu nắm đấm như thủy triều cuồn cuộn. Tiếng nổ kinh động trời đất vang lên, trong nháy mắt, Âu Dương Tín kia đã bị đánh bay ra xa trăm trượng. Sấm sét chớp nháy, không gian hỗn độn. 11 vị tiên binh còn lại thì giận tím mặt, vừa định ra tay thì khí tức mạnh mẽ của mấy vạn cường giả đã khóa chặt bọn họ không dám động đậy. Tất cả cường giả Động Thiên Tuế Nguyệt đều nhìn chằm chằm 11 tiên binh kia, chỉ cần 11 người kia dám ra tay thì bọn họ dám giết. Tuy bọn họ cũng không tán đồng với cách làm của Nam Ly Âm, nhưng lúc này bọn họ sẽ không nghi ngờ chất vấn bà ấy, lúc này càng phải đồng lòng đối đầu kẻ địch bên ngoài. Có vấn đề gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Sắc mặt 11 tiên binh cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ Động Thiên Tuế Nguyệt lại dám ra tay với mình. Bọn họ là người của Tiên Bảo Các đấy. Đến cả Thư Viện Quan Huyên cũng phải nể mặt bọn họ cơ mà. Thế mà Động Thiên Tuế Nguyệt này lại dám đánh hội đồng bọn họ. Điên mất rồi. Âu Dương Tín kia tức giận nhìn Nam Ly Âm, bà có biết mình đang làm gì không? Ta nói cho bà biết, Động Thiên Tuế Nguyệt của bà sẽ không ngóc đầu lên được nữa đâu. Nam Ly Âm không thèm quan tâm ông ta, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nói rồi, bà ấy phất tay áo, không gian nứt ra, bà ấy kéo Diệp Quân bước vào trong không gian, tất cả cường giả của Động Thiên Tuế Nguyệt cũng vội đi theo. Sắc mặt của Âu Dương Tín đứng tại đó xám xịt, thông báo cho hội trưởng lão. Nói rồi, ông ta lấy một tấm truyền âm phù ra bóp nát. Âu Dương Tín nhìn phía cuối tinh không, ánh mắt dữ dằn, Nam Ly Âm, Động Thiên Tuế Nguyệt của bà sẽ phải trả cái giá đắt cho chuyện này. Trong đường hầm thời không, Nam Ly Âm chắp tay sau lưng, vẻ mặt tĩnh lặng như nước. Còn sắc mặt của những cường giả Động Thiên Tuế Nguyệt bên cạnh bà ấy thì lại vô cùng nghiêm trọng, lần này Động Thiên Tuế Nguyệt đã hoàn toàn trở mặt với Tiên Bảo Các rồi. Bọn họ có thể lo lắng về việc Tiên Bảo Các tới trả thù rồi. Động Thiên Tuế Nguyệt thật sự không gánh vác nổi. Lúc này, một ông lão bỗng bước tới bên cạnh Nam Ly Âm, ông ta do dự một lát rồi nói, Động Chủ, mọi người đều biết Động Chủ là người rất thận trọng, làm việc gì cũng có lý do của mình, nhưng lúc này, mọi người đều đang rất lo lắng, Động Chủ có thể tiết lộ một chút không? Bọn họ biết chắc chắn có lý do nào đó khiến Nam Ly Âm giúp đỡ Diệp Quân. Nhưng bà phải nói ra cho mọi người biết với chứ. Bà không nói. Lòng mọi người hoảng loạn lắm. Nam Ly Âm trầm mặc, bà ấy cũng rất muốn tiên tổ tiết lộ chút ít tin tức gì đó cho mình biết với, nhưng tiên tổ cũng đâu có chịu nói. Nam Ly Âm nhìn tất cả cường giả của Động Thiên Tuế Nguyệt, ánh mắt của họ tràn ngập âu lo. Nam Ly Âm suy nghĩ rồi dùng huyền khí truyền âm cho ông lão bên cạnh, đại trưởng lão, ông biết đấy, ta sẽ không làm hại Động Thiên Tuế Nguyệt. Đại trưởng lão gật đầu, ta biết, thế nên... Nam Ly Âm nghiêm túc nói, vị Diệp công tử này có lai lịch không đơn giản. Lai lịch không đơn giản. Đại trưởng lão nhíu mày, lai lịch không đơn giản, hơn cả thân phận của người mang thiên mệnh à. Nam Ly Âm bình tĩnh nói, cậu ấy tên Diệp Quân, họ Diệp, lại còn là kiếm tu tuyệt thế. Ông hiểu chứ? Đại trưởng lão sững sờ, một giây sau, dường như ông ta nhớ ra điều gì, đồng tử rút lại, kinh ngạc nói, ôi trời! Cậu ấy, ông ta líu cả lưỡi. Nam Ly Âm gật đầu, mặt rất nghiêm túc. Bà ấy cũng hết cách rồi. Nếu không bốc phét thì những cường giả của Động Thiên Tuế Nguyệt sẽ chết vì lo lắng mất. Để ổn định lòng quân, bà ấy chỉ có thể dùng cách này thôi. Đại trưởng lão nuốt nước bọt, tộc trưởng, bà nói thật không, cái này không đùa được đâu.
Nam Ly Âm bình tĩnh nói, chẳng phải lúc nãy ta đã cho mời tiên tổ rồi đó sao? Đây là lời tiên tổ đã nói, ông thấy tiên tổ có đùa với chúng ta không? Tiên tổ! Nghe vậy, đại trưởng lão bỗng kích động, toàn thân run bần bật. Mẹ ơi! Thằng nhóc này lại là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Chẳng trách lại yêu nghiệt đến cỡ này. Đại trưởng lão nhìn Diệp Quân, không nhìn thì thôi, vừa nhìn ông ta đã giật cả mình, thằng nhóc này thật sự rất giống kiếm chủ nhân gian. Giây phút này, ông ta thật sự tin vào lời Nam Ly Âm nói. Giống thật đấy. Lúc này, Nam Ly Âm bỗng truyền âm, chuyện này liên quan trọng đại, càng ít người biết càng tốt, hiểu chưa? Đại trưởng lão cuống quýt gật đầu, ta hiểu hết. Nam Ly Âm bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một đám trưởng lão nòng cốt vây lấy đại trưởng lão, bọn họ cứ nhìn đại trưởng lão như vậy thôi, mong nhận được một lời giải thích gì đó từ ông ta. Mặt đại trưởng lão không có biểu cảm gì mà nhìn. Diệp công tử là bạn của Động Thiên Tuế Nguyệt chúng ta, vì bạn bè, Động Thiên Tuế Nguyệt chúng ta có thể lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, không tiếc mạng sống. Lúc này, nhị trưởng lão bỗng kéo tay áo đại trưởng lão, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Ông đừng nói lòng vòng, nói cái chính đi. Những trưởng lão nòng cốt khác cũng gật đầu như búa bổ, tỏ vẻ đồng tình. Đại trưởng lão lén nhìn Diệp Quân bên cạnh rồi nghiêm túc nói, các ông không hiểu rõ con người của ta và tộc trưởng à. Bọn ta sẽ hại Động Thiên Tuế Nguyệt sao? Các ông cứ liều mạng là được, không cần lo những cái khác. Mọi người! Nhị trưởng lão không cam tâm, ông ta truyền âm, lão đại, ông tiết lộ chút đi mà. Nếu không lòng ta dối lắm, ông còn không tin ta sao? Đại trưởng lão suy nghĩ rồi truyền âm. Một lát sau, đồng tử nhị trưởng lão rút lại, ôi trời! Hả, ôi trời! Đại trưởng lão vội kéo tay nhị trưởng lão đang kích động, ông nhìn kỹ cậu ấy đi. Nhị trưởng lão nhìn Diệp Quân, đại trưởng lão hỏi, giống không? Nhị trưởng lão run giọng nói, ông không nói thì ta không để ý, ông nhắc đến ta mới nhìn kỹ. Ôi trời, giống quá đi mất. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, chuyện này liên quan trọng đại, đừng tiết lộ ra ngoài, biết chưa? Nhị trưởng lão gật đầu, ta hiểu hết. Đại trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, đám trưởng lão nòng cốt lại nhìn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão lập tức nói, nhìn cái gì mà nhìn? Ta với đại trưởng lão và tộc trưởng sẽ hại Động Thiên Tuế Nguyệt sao? Các ông cứ liều mạng là được, không cần lo những cái khác. Các trưởng lão đều ngơ người. Hai người các ông sống, chó quá rồi đấy. Phải hộ tống cậu an toàn. Phải nói rằng, các trưởng lão của Động Thiên Tuế Nguyệt đều đã ngơ cả người. Với trí thông minh của bọn họ, đương nhiên nhìn ra được nhị trưởng lão và đại trưởng lão đã biết được gì đó. Thế nên thái độ mới thay đổi 360 độ so với lúc đầu. Mà điều khiến họ tò mò là rốt cuộc nguyên nhân gì khiến người cẩn thận như đại trưởng lão và nhị trưởng lão trở nên điên cuồng như vậy? Là điên cuồng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lúc này như vừa được tiêm thuốc tăng lực vậy. Quá khác thường. Lẽ nào thân phận lai lịch của Diệp Quân này còn mạnh hơn cả người mang thiên mệnh? Không lý nào. Các trưởng lão đều rất ngờ vực. Nhưng nhị trưởng lão không tiết lộ thân phận của Diệp Quân cho ai nữa, ông ta thấy phải bảo mật thân phận này. Phải biết rằng, chắc chắn kiếm chủ nhân gian đã nuôi dưỡng Diệp Quân ở bên ngoài, kiếm chủ nhân gian làm vậy chắc là có lý do, không thể tiết lộ được. Như nghĩ ra điều gì, nhị trưởng lão và đại trưởng lão cùng nhìn Nam Ly Âm, hai người truyền âm, tỏ ý sẽ kiên định ủng hộ quyết định của động chủ. Động Thiên Tuế Nguyệt phải đồng sinh cộng tử với Diệp Quân. Nam Ly Âm lại im lặng không nói gì. Thật ra bà ấy cũng rất lo lắng. Dù sao thì đó cũng là Tiên Bảo Các và Thư Viện Quan Huyên, ngoài ra còn có vô số thế gia và tông môn, Động Thiên Tuế Nguyệt không thể chống lại hết được. Bây giờ bà ấy đang đặt cược cả tộc Động Thiên Tuế Nguyệt. Nhưng liều thì ăn nhiều. Liều một phen. Diệp Quân ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Toàn tộc Động Thiên Tuế Nguyệt trượng nghĩa thế này thật sự khiến hắn thấy hơi ngại. Hắn là người không muốn làm phiền tới người khác, nhưng bây giờ, cả tộc người ta đang hộ tống hắn, đồng thời còn vì hắn mà không ngại đối đầu với Tiên Bảo Các. Phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy hơi cảm động. Dù mục đích thật sự của người ta là gì thì ít nhất chuyện người ta đang làm thật sự rất trượng nghĩa. Hắn phải ghi khắc ân tình này lại.
Tất cả những người từng giúp hắn trên đời này, Diệp Quân hắn đều phải khắc ghi sâu trong tim. Đúng lúc này, đường hầm thời không ở phía xa sụp đổ, mọi người hoảng hốt. Ánh mắt Nam Ly Âm lạnh lẽo, phất tay áo, một luồng sức mạnh đã đưa mọi người tới một mảng tinh không. Khi bọn họ xuất hiện trong mảng tinh không này thì sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Ở đây, bọn họ nhìn thấy hàng vạn cường giả khủng bố mặc giáp vàng. Tiên binh của Tiên Bảo Các. Những tiên binh này ai nấy đều mặc giáp vàng được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt không biết tên, tỏa ra ánh sáng phù văn nhàn nhạt, mỗi một bộ giáp đều là giáp cấp tiên. Trong tay bọn họ cầm một cây trường thương màu vàng, cũng là binh khí cấp tiên. Cả bộ trang bị cấp tiên. Phải công nhận họ giàu thật, hết cách rồi, Tiên Bảo Các giàu vậy đấy, hơn nữa còn giàu đến độ tiền không biết để đâu cho hết ấy. Còn phía trước vạn tiên binh này là 20 vị cường giả thần bí mặc giáp đen. Đạo binh. Đến đạo binh cũng ra mặt rồi. Có thể nhìn ra được, lần này Tiên Bảo Các thật sự nghiêm túc. Ông lão dẫn đầu mặc một bộ trường bào xa xỉ, hai tay chắp sau lưng, đầu tóc bạc phơ, ánh mắt lạnh lẽo. Thấy ông lão này, sắc mặt Nam Ly Âm trầm hẳn xuống. Thống lĩnh tiên binh, Tiêu đạo nhân. Sắc mặt của cường giả động thiên tuế nguyệt cũng âm u. Ấy vậy mà lần này Tiên Bảo Các đã phái đến hàng vạn tiên binh, ngoài ra còn có cả đạo binh. Xem ra, bọn họ muốn ra tay thật rồi. Chỉ có đại trưởng lão và nhị trưởng lão là mặt không có chút sợ hãi nào. Mẹ nó chứ. Có tới 100 vạn người bọn họ cũng không sợ. Bọn họ tự tin lắm. Phía xa, Tiêu đạo nhân nhìn Nam Ly Âm, Nam Ly động chủ, phải nói rằng Tiên Bảo Các rất bất ngờ về hành động của ngươi đấy. Vì bọn ta hoàn toàn không ngờ Nam Ly động chủ lại triệu tập lực lượng toàn tộc để giúp đỡ người mà Tiên Bảo Các ta truy nã. Nam Ly Âm khẽ cười, Tiêu thống lĩnh, ta cũng không ngờ Tiên Bảo Các lại vì ủng hộ người mang thiên mệnh mà không tiếc tay, dùng tới những thủ đoạn bỉ ổi thế này để đối phó với một cậu thanh niên. Nói rồi bà ấy lắc đầu, nhớ năm xưa Tần Các chủ sáng lập Tiên Bảo Các, trợ giúp kiếm chủ nhân gian mở ra thời kỳ thái bình vạn thế. Tiên Bảo Các khi đó khiến người ta kính ngưỡng biết bao, còn bây giờ, tất cả hành vi của các ông thật sự là đang làm xấu mặt Tần Các chủ. Tiêu đạo nhân cười phì, thế nào, Nam Ly động chủ định dạy Tiên Bảo Các ta phải làm việc thế nào à? Nam Ly Âm nhìn Tiêu đạo nhân, cười nói, nào dám. Tiêu đạo nhân bình tĩnh nói, ta biết. Thân phận của tiên tổ tộc Nam Ly ngươi không tầm thường, có chút lai lịch nên Nam Ly động chủ ngươi mới dám làm việc mà không lo ngại gì thế này. Nếu đã vậy, sao ngươi không mời tiên tổ ra đây? Ta muốn xem thử, tiên tổ của ngươi không đơn giản hay là Tiên Bảo Các của ta không đơn giản? Luận thân phận bối cảnh, Tiên Bảo Các sợ ai chứ? Dù là nhà họ An cũng không xứng luận thân phận bối cảnh với Tiên Bảo Các. Chủ nhân của Tiên Bảo Các là Tần Quan đấy. Mà Tần Quan là ai? Là chủ mẫu của Thư viện Quan Huyên. So về thân phận bối cảnh, Tiên Bảo Các chưa từng thua ai. Nam Ly Âm nhìn chằm chằm Tiêu đạo nhân, tay phải bà ấy siết chặt. Bà ấy biết động thiên tuế nguyệt không bảo vệ được Diệp Quân, chỉ khi đến Kiếm Tông thì Tiên Bảo Các mới kiêng dè một chút. Kiếm Tông! Sâu trong đáy mắt Nam Ly Âm lướt qua vẻ lo âu, sao Tào Bạch vẫn chưa tới? Nếu thật sự đại chiến với Tiên Bảo Các, thật ra bọn họ không có phần thắng. Lúc này, Diệp Quân đứng bên cạnh bỗng bước ra, hắn trầm giọng nói, tiền bối, đã gây phiền phức cho bà rồi. Nói gì vậy chứ? Nam Ly Âm còn chưa nói gì, đại trưởng lão đã lên tiếng, Diệp công tử, cậu đừng nói những lời khách sáo xa lạ vậy, cậu là bạn của tộc Nam Ly bọn ta. Đã là bạn thì là người của mình, đã là người của mình thì đừng nhắc gì đến làm phiền hay không làm phiền. Nhị trưởng lão cũng vội nói, đúng thế, Diệp công tử yên tâm, tộc Nam Ly của ta dù phải chiến đấu đến chết thì cũng phải hộ tống cậu an toàn. Những cường giả động thiên tuế nguyệt khác thì chửi thề, mẹ kiếp, hai ông thì bán mạng cỡ này. Không thể tiết lộ chút thông tin gì cho bọn ta được à? Nghe hai vị trưởng lão nói vậy, Diệp Quân chân thành nói, đa tạ. Ân tình giúp đỡ của động thiên tuế nguyệt hôm nay, Diệp Quân ta nhớ kỹ trong lòng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe Diệp Quân nói thế thì cười tươi như hoa. Lúc này, Tiêu đạo nhân đứng ở phía xa bỗng khẽ cười, xem ra động thiên tuế nguyệt thật sự định đối đầu với Tiên Bảo Các ta.
Nếu đã vậy thì từ hôm nay Tiên Bảo Các sẽ tuyên chiến với Động Thiên Tuế Nguyệt, giết. Giết. Dứt lời, những tiên binh bên cạnh lão định ra tay thì đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng rung chuyển, một giây sau không gian nứt ra, mấy nghìn người bước ra. Dẫn đầu chính là Trương Vân Thiên. Sau lưng ông ấy chính là những cường giả của Phúc Địa Linh Hư. Trương Vân Thiên nhìn thấy Diệp Quân không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra không phải Diệp Quân gọi ông ấy tới đây mà ông ấy đã phái người âm thầm theo dõi Diệp Quân và Tiên Bảo Các, sợ Diệp Quân xảy ra chuyện. Lúc nhận được tin Tiên Bảo Các điều động lượng lớn tiên binh thì ông ấy biết rằng Diệp Quân sắp gặp chuyện. Thế là ông ấy quyết đoán triệu tập tất cả cường giả Phúc Địa Linh Hư tới đây. Tiên Bảo Các, cút sang một bên đi. Ông ấy tin mắt nhìn người của tiên tổ mình. Giúp đỡ Diệp Quân tới cùng. Thấy cường giả Phúc Địa Linh Hư xuất hiện, mọi người ở đó đều sững sờ. Phúc Địa Linh Hư làm gì vậy? Sắc mặt của Tiêu đạo nhân bên phía Tiên Bảo Các bỗng cực kỳ u ám, lão nhìn chằm chằm Trương Vân Thiên, sao? Phúc Địa Linh Hư của ngươi cũng muốn tuyên chiến với Tiên Bảo Các ta à? Trương Vân Thiên vô cảm đáp, Phúc Địa Linh Hư của ta không có ý tuyên chiến với Tiên Bảo Các, nhưng hôm nay không ai được động tới Diệp công tử, dù ông trời có xuống đây cũng không được. Nghe Trương Vân Thiên nói vậy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng một bên nhìn nhau rồi gật đầu. Rõ ràng, nhà họ Trương này đã biết được thân phận của Diệp Quân rồi. Giờ phút này, bọn họ càng chắc chắn hơn về thân phận của Diệp Quân. Nghĩ đến đấy, họ càng có lòng tin hơn. Đại trưởng lão đứng hẳn ra, lớn giọng nói, Động Thiên Tuế Nguyệt của bọn ta cũng không có ý đối địch với Tiên Bảo Các, nhưng hôm nay không ai được động đến Diệp công tử. Dù kiếm chủ nhân gian tới đây cũng không được. Nói xong, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn ông ta. Đại trưởng lão cũng hơi ngớ người. Mẹ kiếp, mình đã nói gì vậy? Hả? Nhị trưởng lão đen mặt, lão đại, mẹ kiếp, ông nói hơi quá rồi đấy. Ông nghĩ thế nào vậy hả? Đại trưởng lão hơi gượng, hơi kích động, nhất thời làm màu hơi quá. Nhị trưởng lão, ở phía xa. Tiêu đạo nhân kia giận quá hóa cười, hay, hay lắm. Hay cho một Động Thiên Tuế Nguyệt và một Phúc Địa Linh Hư, nếu các ngươi đã dám bảo vệ Diệp Quân này thì các ngươi cùng hắn biến mất khỏi thế giới này đi. Nói rồi, lão bỗng bóp nát một tấm truyền âm phù. Truyền âm phù kia phát sáng rực rỡ, sau đó biến mất trong tinh không. Gọi người. Thấy vậy, Nam Ly Âm bỗng lên tiếng, Trương Tông Chủ, hai chúng ta cùng ra tay. Cầm chân những tiên binh này, sau đó để Diệp công tử tới kiếm tông trước. Trương Vân Thiên gật đầu, được. Nói rồi ông ấy nhìn những tiên binh kia với ánh mắt lạnh lùng, giết. Giết. Dứt lời, ông ấy dẫn cường giả của Phúc Địa Linh Hư xông lên. Nam Ly Âm cũng hét lên, giết. Dứt lời, đại trưởng lão và nhị trưởng lão bên cạnh bà ấy xông lên đầu tiên, những cường giả khác cũng ồ ạt xông lên. Tuy trong lòng bọn họ rất bồn chồn nhưng đã đến lúc này rồi, chỉ có thể liều mạng thôi. Diệp Quân định ra tay nhưng Nam Ly Âm bỗng kéo tay hắn lại, ngăn cản hắn. Bà ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta biết ngươi biết thuật ngự kiếm, bây giờ ngươi đi ngay đi, tới kiếm tông. Chỉ khi ngươi tới được kiếm tông thì thư viện và Tiên Bảo Các mới có chút kiêng dè. Ngươi là người thông minh, chắc hiểu được bây giờ ở đây giết chóc không có ý nghĩa gì, hiểu chưa? Diệp Quân trầm giọng nói, mọi người. Nam Ly Âm lắc đầu, đừng lo cho bọn họ không diệt được bọn ta đâu. Mau đi. Nhưng lúc này, không gian xung quanh nứt ra, hàng vạn cường giả mặc giáp đen xuất hiện. Đạo binh. Một vạn đạo binh. Vẫn chưa hết, sau lưng một vạn đạo binh này còn có 10 vạn cường giả mặc giáp vàng. 10 vạn tiên binh. Thấy đội hình này. Sắc mặt các cường giả Động Thiên Tuế Nguyệt và Phúc Địa Linh Hư đều tái đi. Tiêu đạo nhân thờ ơ ra lệnh, giết, giết hết, không chừa một ai. Lời vừa dứt, những đạo binh và tiên binh kia xông thẳng về phía cường giả Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt. Có sự gia nhập của đội binh này, tình thế đã biến đổi trong nháy mắt. Rất nhiều cường giả của Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt chết thảm. Thực lực chênh lệch quá xa. Hoàn toàn bị áp đảo. Đúng lúc này, tiếng kiếm xé gió vang vọng từ phía cuối tinh không, ngay sau đó, một tiếng quát giận dữ vang lên, ai dám động vào Diệp Quân. Tiêu đạo nhân quay đầu nhìn, ở đó có mười mấy đạo kiếm quang đang phóng tới.
Đồng tử của lão lập tức co rút lại. Ba vị kiếm đế và 10 vị đại kiếm tiên. Kiếm tông tới rồi. Kiếm tông. Thấy cảnh này, Nam Ly âm thầm thở phào. Bà ấy biết nếu kiếm tông không tới thì bà ấy chỉ còn cách cho mời tiên tổ. Vì động thiên tuế nguyệt không thể đánh lại tiên bảo các được, cứ đánh tiếp thì tổn thất của động thiên tuế nguyệt quá nặng nề, sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí bị diệt tộc. Trương Vân Thiên cũng thở phào một hơi. Kiếm tông mà không xuất hiện thì thật sự phải huyết chiến đến cùng. Mà dù là phúc địa linh hư hay động thiên tuế nguyệt đều không thể chống lại được tiên bảo các. Dù sao tiên bảo các cũng là thực lực siêu cấp lớn thứ hai vũ trụ quan huyên hiện này mà. Là thực thế lực khủng bố có thể sánh ngang hàng với thư viện quan huyên. Rất nhanh, mười mấy đạo kiếm quang đã xuất hiện, kiếm quang tản đi, 13 người hiện ra trước mặt mọi người. Người dẫn đầu chính là Tào Bạch. Bây giờ y đã là kiếm đế. Một nam một nữ đứng hai bên y đều rất trẻ, nam mặc một bộ trường bào trắng, lưng mang một hộp kiếm màu đen, hai tay gã chắp sau lưng, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ. Còn cô gái thì mặc một bộ váy dài màu trắng, đeo mạn che mặt, không nhìn thấy được dung nhan nhưng từ khí chất có thể nhận ra được chắc chắn sẽ là một cô gái quốc sắc thiên hương, tay cô ấy cầm một thanh trường kiếm. Sau lưng bọn họ còn có 10 vị đại kiếm tiên. Nhìn thấy 13 người này, sắc mặt Tiêu đạo nhân bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lần này bọn họ tới đây là để ngăn cản Diệp Quân tới kiếm tông. Một khi Diệp Quân tới kiếm tông thì bọn họ sẽ khó xử. Vì kiếm tông này gai góc lắm, dù là tiên bảo các cũng không muốn chọc vào. Mà lúc này, nhờ có động thiên tuế nguyệt và phúc địa linh hư hộ tống, Diệp Quân đã đợi được kiếm tông đã tới. Bây giờ thì hơi phiền phức rồi đây. Tào Bạch ngó lơ cường giả tiên bảo các, y bước tới trước mặt Diệp Quân, ôm quyền chào, Diệp huynh. Diệp Quân ôm quyền chào, Tào huynh, làm phiền các huynh quá. Tào Bạch lắc đầu, không có gì phiền phức cả. Diệp huynh, bọn ta muốn mời huynh gia nhập kiếm tông. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ. Mời Diệp Quân gia nhập kiếm tông. Tiêu đạo nhân kia nghe Tào Bạch nói vậy thì mặt biến sắc, lão nhìn Tào Bạch, Tào công tử, bây giờ Diệp Quân đang nằm trong danh sách truy nã của thư viện quan huyên. Tào Bạch nhìn Tiêu đạo nhân, hôm đó kiếm chủ nhân gian đã lật lại vụ án cho Diệp Quân rồi, lẽ nào ông không biết chuyện này? Vẻ mặt Tiêu đạo nhân vô cảm, kiếm chủ nhân gian chỉ trừng trị nhà họ An thôi, không hề lật lại án cho Diệp Quân. Tào Bạch nheo mắt, bây giờ ông đang chơi chữ với ta đấy à? Tiêu đạo nhân, Tào công tử, dù nói thế nào thì bây giờ Diệp Quân vẫn đang nằm trong danh sách truy nã của thư viện, mà kiếm tông lại nằm trong phạm vi quản lý của thư viện. Các cậu mà thu nhận Diệp Quân là đang tát thẳng vào mặt thư viện đấy, cậu thấy làm vậy có ổn không? Tào Bạch vô cảm, theo ta được biết thì thư viện đã bắt đầu trình tự gỡ bỏ lệnh truy nã đối với Diệp Quân rồi. Tiêu đạo nhân trầm giọng nói, nhưng bây giờ vẫn chưa gỡ bỏ. Tào Bạch ngắt lời Tiêu đạo nhân, đây là chuyện nội bộ thư viện quan huyên, liên quan quái gì tới ông? Sắc mặt Tiêu đạo nhân bỗng trở nên khó coi, lão nhìn chằm chằm Tào Bạch, Tào Bạch thì lại ngó lơ lão, Tiêu thống lĩnh, thư viện quan huyên ta có gỡ bỏ lệnh truy nã hay không? Đó là chuyện của thư viện bọn ta. Kiếm tông bọn ta có nhận Diệp Quân hay không, đó là chuyện của kiếm tông bọn ta. Không liên quan gì tới ông cả. Mời ông đừng bắt chó đi cầy, lo chuyện bao đồng. Hỗn xược. Tiêu đạo nhân nổi cơn thịnh nộ, Tào. Tào Bạch cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt lão, không phải ông muốn chiến à? Những người sau lưng y đồng loạt nhìn về phía Tiêu đạo nhân, ánh mắt sắc bén như kiếm. Toát ra khí thế như kiểu một lời không hợp thì chiến tới cùng. Nghe Tào Bạch nói vậy, sắc mặt Tiêu đạo nhân tái đi, lão không ngờ người của kiếm tông lại ngang ngược đến thế. Vừa tới là định đánh luôn. Nhưng lão biết mình không thể nhún nhường. Nếu hôm nay bị 13 người của kiếm tông trấn áp thì không chỉ làm mất mặt Tiêu đạo nhân lão mà còn làm mất mặt cả tiên bảo các. Tiên bảo các không thể để mất mặt như vậy được. Nghĩ đến đây, Tiêu đạo nhân cười lạnh. Nếu kiếm tông đã muốn chiến, thì chiến. Nói rồi, lão xòe tay ra, một tấm truyền âm phủ phóng lên trời rồi biến mất trong tinh không vời vợi. Gọi người. So sánh về quân số. Dù thư viện quan huyên của ngươi ở đây thì tiên bảo các cũng chưa chắc đã sợ. Muốn chiến, thì chiến. Nghe Tiêu đạo nhân nói vậy, Tào Bạch cười nói, vậy thì chiến thôi. Diệp huynh,
cùng bọn ta giết. Dứt lời, y bỗng lao lên phía trước, hóa thành một đạo kiếm quang. Sau lưng y, hai vị kiếm đế cũng ngự kiếm bay đi, hóa thành hai đạo kiếm quang, những nơi kiếm quang đi qua, không gian vỡ nứt trong nháy mắt. 10 vị đại kiếm tiên còn lại cũng bay vút lên trời, hóa thành những đạo kiếm quang phóng về phía những đạo binh kia. Thấy cảnh này, vẻ mặt Tiêu đạo nhân dữ dằn, giết. Vừa dứt lời, tất cả cường giả sau lưng lão đồng loạt xông lên. Những đạo binh này không phải kẻ ăn chay đâu, dù phải đối diện với cường giả kiếm tông, bọn họ cũng không lộ ra chút sợ hãi nào. Thấy hai bên đại chiến, Nam Ly Âm và Trương Vân Thiên nhìn nhau, một giây sau, họ cũng dẫn tất cả cường giả của mình xông lên. Mẹ kiếp, không màng gì nữa. Đánh rồi tính sau. Mà lúc này, Diệp Quân cũng lặng lẽ biến mất. Hắn không giết Tiêu đạo nhân kia mà xông thẳng vào đám đạo binh. Thực lực của Tiêu đạo nhân không dưới Nam Ly Âm, hắn không thể giết cường giả cấp bậc này trong tích tắc được, thế nên hắn quyết đoán thay đổi mục tiêu. Sau khi Diệp Quân xông vào đám đạo binh kia, mười mấy cái đầu đẫm máu đã bay vút lên. Tốc độ của Diệp Quân quá nhanh. Thấy vậy, mặt Tiêu đạo nhân biến sắc, mau cản Diệp Quân lại. Lão vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông ta vừa định ra tay, Diệp Quân đã biến mất. Vù! Tiếng kiếm xé gió vang lên, một đạo binh cách đó mười mấy trượng về phía bên phải đã bị kiếm đâm xuyên trán. Người đàn ông trung niên kia thấy vậy thì tái mặt, ông ta bước tới trước một bước, xông tới chỗ Diệp Quân, nhưng ông ta vừa biến mất thì Diệp Quân cũng đã biến mất. Vù! Bên phải, lại vài đạo binh nữa mất mạng. Người đàn ông trung niên hoảng hốt, tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể cản được. Ở phía xa, Diệp Quân đã xông vào trong đám người, hai thanh phi kiếm không ngừng xoay vòng quanh người hắn. Nhanh quá, nhanh đến nỗi rất nhiều đạo binh không thể nhìn rõ vết tích của hai thanh phi kiếm này. Trong vòng mấy giây mà Diệp Quân đã giết được đến mười mấy đạo binh. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc khôi giáp bỗng cản trước mặt Diệp Quân, hắn ta đâm một nhát thương thẳng về phía Diệp Quân, thương thế mạnh mẽ bao trùm không gian xung quanh Diệp Quân lại. Diệp Quân dậm mạnh chân phải xuống. Vù! Thuấn sát nhất kiếm. Vù! Thanh trường thương kia bị nhát kiếm của Diệp Quân chém đứt, sau đó, kiếm tiếp tục đâm về phía trước, đâm thẳng vào giữa ấn đường của hắn ta. Sau lưng người đàn ông kia, Diệp Quân xòe tay, phi kiếm quay trở về trong tay hắn. Sau đó, hắn lại biến mất như một hồn ma. Vù! Mấy trượng về phía bên phải, lại có một đạo binh bị đâm, chết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, những đạo binh đứng quanh Diệp Quân bỗng thấy hoảng sợ. Tốc độ của Diệp Quân này nhanh quá, nhanh đến nỗi bọn họ không thể nào phản ứng kịp. Có thể nói, Diệp Quân nhìn đến ai thì người đó sẽ chết. Tuy bên Diệp Quân thua thiệt về quân số nhưng có mấy người Diệp Quân dẫn đầu, khí thế của bọn họ lại áp đảo Tiên Bảo Các. Đặc biệt là 14 kiếm tu bao gồm cả Diệp Quân, phải nói là khí thế ngút trời, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, mở ra một con đường giữa hàng vạn đạo binh và 10 vạn tiên binh. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tiêu đạo nhân kia trở nên cực kỳ u ám. Lão không ngờ thực lực của mười mấy vị kiếm tu lại mạnh mẽ đến thế. Nam Ly Âm nhìn chằm chằm Tiêu đạo nhân, nếu lão dám ra tay thì bà ấy sẽ ra tay. Bà ấy buộc phải cầm chân được Tiêu đạo nhân, thực lực của Tiêu đạo nhân quá mạnh, nếu ra tay sẽ là cú hích mang tính hủy diệt đối với phe mình. Một bên khác, Diệp Quân điên cuồng chém giết, càng giết người, xung quanh thân hắn bỗng xuất hiện một vầng sáng đỏ nhạt. Càng giết càng hưng phấn. Cảm giác này khiến chính Diệp Quân cũng cảm thấy hơi hoang đường. Sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này? Rất nhanh, Diệp Quân đã phải nhíu mày, vì hắn phát hiện thể lực của mình đang xuống dốc. Đặc biệt là thuật ngự kiếm này tiêu hao quá lớn, dù hắn đã uống một viên hồi phục đan rồi mà vẫn không đủ. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Hắn quay đầu nhìn, Kiều Tinh Giao đang ở gần đó, từng tia sáng xanh đang cuồn cuộn tràn về phía hắn, những tia sáng xanh này hòa vào cơ thể khiến hắn cảm thấy huyền khí trong mình đang hồi phục với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Không chỉ vậy, hắn phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ hơn rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Diệp Quân sững sờ. Kiều Tinh Giao chớp mắt, mau giết đi, ta giúp ngươi. Diệp Quân gật đầu, xông lên giết. Vù!
chớp mắt đã có mấy đạo binh bị chém bay đầu. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Tinh Giao phấn khởi, một người đàn ông mạnh mẽ. Đúng lúc này bỗng xảy ra một chuyện lạ. Rầm, không gian phía xa nứt ra, một ông lão áo đen bước ra ngoài. Ông ta vừa bước ra đã nhìn Diệp Quân và Tào Bạch rồi phất tay áo. Rầm, trong tích tắc, một luồng uy lực đáng sợ bao trùm lấy Diệp Quân và Tào Bạch, không gian chỗ bọn họ đang đứng lập tức hình thành một lồng giam không gian đáng sợ. Diệp Quân thầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn ông lão áo đen kia. Mặt lão vô cảm, tay phải phất một cái, một luồng uy lực khủng khiếp ập xuống, trấn áp hết tất cả những cường giả không thuộc Tiên Bảo Các. Giây phút này, tất cả bọn họ thấy như bị núi lớn đè lên người, không thể hít thở được. Đại lão thật sự xuất hiện rồi. Nam Ly Âm nhìn ông lão áo đen, ánh mắt nghiêm trọng, thống soái tiên binh, Âu Dương Tiêu. Thống soái tiên binh, quản lý tất cả tiên binh của Tiên Bảo Các, đại lão đích thực. Vẻ mặt Âu Dương Tiêu vô cảm, lão nhìn chằm chằm nhóm người Tào Bạch bên dưới với ánh mắt lạnh như băng, kiếm tông của ngươi muốn chiến chứ gì. Thế thì chiến. Nói rồi lão định ra tay. Mà lúc này, từ tinh không xa vời vợi vọng lại tiếng hô, chiến thì chiến. Vù. Một đạo kiếm quang phóng qua tinh không, một người phụ nữ kiếm tu xuất hiện. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, không ngờ là bà ấy. Lâu lắm rồi. Người phụ nữ mặc một bộ váy màu đen, tay cầm một thanh trường kiếm, lướt tới trên không trung. Lúc nhìn thấy người phụ nữ này, đám người Tào Bạch cực kỳ vui mừng, đồng loạt hành lễ, bái kiến A-La sư tỷ. A-La đại kiếm đế. A-La bất bại. Một trong ba vị đại kiếm đế của kiếm tông ở vũ trụ Quan Huyên. Nhưng đây không phải là bản thể. Chỉ là một phân thân hư ảo. Dù là vậy thì kiếm thế mạnh mẽ kia cũng đủ để khiến cả tinh hà sôi trào. Diệp Quân thấy vậy thì máu nóng cuồn cuộn. Kiếm thế. Kiếm tu này mạnh thật, tuy chỉ là một phân thân nhưng khi bà ấy xuất hiện, cả tinh hà đều run rẩy. Đại kiếm đế. Bấy giờ Diệp Quân mới hiểu. Tuy kiếm đế và đại kiếm đế chỉ chênh nhau một cảnh giới nhưng thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Đại kiếm đế. Diệp Quân nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, hai tay siết chặt, lòng kích động. Giây phút này, hắn có một mục tiêu mới. Thấy A-La, sắc mặt Âu Dương Tiêu kia xám xịt. Lão không ngờ một vị đại kiếm đế của kiếm tông lại xuất hiện ở đây. Ở thư viện Quan Huyên, kiếm tông có ba vị đại kiếm đế. Ba vị đại kiếm đế này đều ở thế giới hư chân, rất hiếm khi có mặt ở vũ trụ Quan Huyên. Lão không ngờ lần này một vị đại kiếm đế lại xuất hiện. A-La bước tới, bà ấy nhìn chằm chằm Âu Dương Tiêu, lão đang định lên tiếng thì A-La phất tay áo, một đạo kiếm quang lướt qua. Sắc mặt Âu Dương Tiêu lập tức biến đổi, hai tay lão trưởng mạnh về phía trước tạo ra một cơn lốc khổng lồ trước mặt lão, từng đạo sức mạnh khủng bố phóng ra. Giác! Không gian xung quanh tầng tầng lớp lớp nứt vỡ. Nhưng lúc đạo kiếm quang kia vẫn đâm tới. Vù! Dưới sự quan sát của mọi người, đạo kiếm quang kia đâm thẳng vào giữa trán Âu Dương Tiêu. Âu Dương Tiêu bị đóng cọc tại chỗ, cả người như một quả bóng xì hơn, vô số linh khí tinh thuần bắt đầu tản ra ngoài, sau đó thì trở về với cát bụi. Làm màu mỡ cho vũ trụ. Thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lão bị giết rồi. Cường giả phía Tiên Bảo Các thì hoảng sợ, không dám động đậy gì thêm. Âu Dương Tiêu nhìn A-La, ngỡ ngàng, đây chính là đại kiếm đế sao. Nói rồi lão biến mất, cùng lúc đó, một luồng linh khí mạnh mẽ phát tán ra, sau đó bay vào vũ trụ tinh hà. Bấy giờ, lại một luồng khí tức khủng bố nữa xuất hiện. Khi luồng khí tức này xuất hiện, tinh hà vốn đã dịu lắng xuống lại lần nữa cuộn trào như nước sôi, vô cùng khiếp người. Mọi người hoảng hốt, lại là nhân vật nào nữa đây? Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, thời không trên đỉnh đầu những tiên binh kia nứt ra, một hư ảnh chậm rãi bước ra. Thấy hư ảnh này, sắc mặt Nam Ly Âm u ám hẳn, thống lĩnh đạo binh, Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn, thống lĩnh đạo binh, lại là một đại lão tuyệt thế nữa. A-La nhìn thống lĩnh đạo binh Nam Cung Trấn kia với vẻ mặt vô cảm. Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm A-La, A-La đại kiếm đế, bà đường đường là một đại kiếm đế, ra tay với tiểu bối hơi mất giá rồi đấy. A-La nhướng mày, thấy khó chịu à.
Nam Cung Trấn nheo mắt lại, A La xòe tay ra, một thanh phi kiếm đã xuất hiện trong tay bà ấy. Bà ấy nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, thấy khó chịu thì cứ chiến là được rồi. Cứ chiến là được rồi. Nghe A La nói vậy, những cường giả của Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt đều nhìn nhau. Kiếm tông này mạnh mẽ quá. Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm A La mà không lên tiếng. Chiến sao? Không phải Tiên Bảo Các không có lực để chiến. Nhưng nếu đánh nhau thì sẽ lớn chuyện. Địa vị của kiếm tông ở thư viện Quan Huyên quá đặc biệt. Hơn nữa, thực lực của kiếm tông thật sự rất đáng sợ, nếu đánh nhau thật, quả thật những kiếm tu trong kiếm tông quá khó đối phó. Quan trọng nhất là nếu bọn họ đánh nhau với kiếm tông thì chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ đứng về phía kiếm tông. Kiếm tông là một thanh kiếm của thư viện Quan Huyên, chắc chắn thư viện không thể tự phế võ công, bẻ gãy thanh kiếm này của mình, dù bọn họ có muốn như vậy cũng không dám làm vậy. Tông chủ trước của kiếm tông là ai? Là người mang thiên mệnh. Tông chủ trước đó nữa là ai? Cũng là người mang thiên mệnh. Ngoài kiếm chủ nhân gian, không một ai có thể phế đi kiếm tông. Nam Cung Trấn suy nghĩ rồi nói, A La đại kiếm đế, đúng là kiếm tông rất đặc biệt nhưng cũng phải nói đạo lý chứ. Phía xa, nhị trưởng lão kéo tay áo đại trưởng lão đứng bên, ông ta sợ rồi. Đại trưởng lão gật đầu, ta nhìn ra được. Nam Cung Trấn tiếp tục nói, Diệp Quân này bây giờ vẫn đang là người thư viện truy nã, kiếm tông làm thế này. A La cắt ngang lời Nam Cung Trấn, đó là chuyện của kiếm tông ta, liên quan gì tới Tiên Bảo Các các ông. Sắc mặt Nam Cung Trấn vô cùng khó coi, A La đại kiếm đế, Diệp Quân này không chỉ là người thư viện truy nã, hắn cũng là người Tiên Bảo Các ta truy nã. Kiếm tông của bà bảo vệ hắn, thật sự không xem Tiên Bảo Các bọn ta ra gì à? Bà! A La lại ngắt lời Nam Cung Trấn, nếu ông thấy khó chịu thì chiến thôi. Sao phải nói mấy lời thừa thãi này? Vẻ mặt Nam Cung Trấn cứng đờ. Phải chuồn ngay thôi. A La chẳng thèm quan tâm tới Nam Cung Trấn, bà ấy nhìn Diệp Quân ở đằng xa cậu qua đây. Diệp Quân hơi sững người, hắn do dự một lát rồi bước tới trước mặt A La. Bà ấy quan sát Diệp Quân một hồi, ánh mắt lạnh như băng kia bỗng trở nên dịu dàng. Sau đó khẽ nói, theo mấy đứa Tảo Bạch về kiếm tông đi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nói rồi, hắn chần chừ một lát mới nói, tiền bối, Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt lần này đã giúp vãn bối, có lẽ Tiên Bảo Các sẽ trả thù bọn họ, vãn bối mặt dày xin tiền bối giúp đỡ bọn họ giải quyết nguy cơ này. Nghe lời Diệp Quân nói, những cường giả của Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt đều nhìn hắn, thiện cảm đối với hắn tăng lên vùn vụt. Cậu nhóc này làm người nhân nghĩa, khá lắm. Nam Ly Âm dẫn đầu cũng khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Dù kiếm tông có bằng lòng giúp bọn họ hay không thì tâm ý của Diệp Quân đã khiến bọn họ cảm thấy rất ấm lòng rồi. Nhân tình thế thái, trước nay luôn là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nghe Diệp Quân nói vậy, A La nhìn những cường giả của Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt, sau một hồi trầm ngâm, bà ấy nhìn Nam Cung Trấn. Bà ấy đang định lên tiếng thì Nam Cung Trấn bỗng nói, A La đại kiếm đế, hẹn gặp lại. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Quân ở phía xa rồi nói, rút. Vừa dứt lời, tất cả cường giả của Tiên Bảo Các lập tức rút lui. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trầm hẳn xuống. A La bỗng nói, đi thôi. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn quay người nhìn Trương Vân Thiên và Nam Ly Âm. Khẽ hành lễ, ân nghĩa giúp đỡ của Động Thiên Tuế Nguyệt và Phúc Địa Linh Hư, tại hạ đã khắc kỹ trong tim, ơn lớn không lời nào cảm tạ cho hết, ngày sau sẽ đền đáp. Trương Vân Thiên cười nói, Diệp công tử, lần này tới kiếm tông hãy phát triển cho tốt, trận chiến giữa ngươi và người mang thiên mệnh, ta tin ngươi sẽ thắng. Diệp Quân cười đáp, được. Nam Ly Âm cũng nói, Diệp công tử, đây là cơ hội của ngươi, cố lên. Diệp Quân khẽ gật đầu. Hai vị tiền bối, chắc chắn Tiên Bảo Các sẽ không chịu bỏ qua, mọi người cẩn thận. Nam Ly Âm gật đầu, ta biết rồi. Ngươi không cần phải lo lắng cho bọn ta, cứ tu luyện cho tốt, đợi đến ngày diễn ra trận chiến, ta sẽ dẫn theo tất cả mọi người ở Động Thiên Tuế Nguyệt tới cổ vũ cho ngươi. Trương Vân Thiên cũng cười nói, Phúc Địa Linh Hư của ta cũng vậy, đến hôm đó, tất cả mọi người ở Phúc Địa Linh Hư đều sẽ đến Thư viện Quan Huyên để cổ vũ cho Diệp công tử. Diệp Quân mỉm cười, các vị, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn quay người nhìn A La đại kiếm đế,
A-la khẽ gật đầu, đi thôi. Diệp Quân khom người hành lễ, cảm tạ tiền bối đã giúp đỡ. Nói rồi hắn và đám người Tào Bạch ngự kiếm, biến mất phía chân trời. A-la đứng đó nhìn Nam Ly Âm và Trương Vân Thiên, sau đó nói, thời gian này cố gắng chịu đựng một chút. Nói rồi, bà ấy quay đầu nhìn hướng Diệp Quân rời đi, trong lòng thầm nói ca, mắt mày của thằng bé, thật giống huynh. Rất nhanh, bà ấy đã biến mất. Trương Vân Thiên suy nghĩ rồi nói, Nam Ly động chủ, tiếp theo chắc chắn Tiên Bảo Các sẽ đối phó với chúng ta, thế nên bây giờ chúng ta sẽ liên minh, giúp nhau cùng tiến cùng lùi, được không? Nam Ly Âm gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, mọi người đã giải tán. Tiên Bảo Các. Trong một đại điện, các trưởng lão của Tiên Bảo Các đều có mặt. Nam Cung Trấn cũng có mặt ở đó. Hỗn xược. Các trưởng lão bỗng đập bàn đứng lên, vẻ mặt u ám, hay cho một kiếm tông, dám xem thường Tiên Bảo Các ta. Nói rồi ông ta nhìn Nam Cung Trấn, tức giận nói, bà ta muốn chiến thì chiến, sao ông phải sợ bà ta? Nam Cung Trấn im lặng. Mẹ kiếp! Đó là một vị đại kiếm đế đấy, hơn nữa còn là đại kiếm đế đã sống sót sau trận đại chiến hư chân. Chiến sao? Ông đi mà đánh với bà ấy kìa. Đối với kiếm đế sống sót trên chiến trường hư chân, ông ta thật sự rất kiêng dè, họ đều bò ra từ đống người chết đấy. Sức chiến đấu tuyệt đối không phải là thứ người thường có thể sánh được đâu. Các trưởng lão nổi trận lôi đình, lần này chúng ta nhún nhường trước kiếm tông, chắc chắn sẽ bị người đời chê cười. Nói rồi ông ta nhìn Nam Cung Trấn với ánh mắt tràn ngập bất mãn. Nam Cung Trấn do dự một lát rồi nói, đại trưởng lão, nếu dốc hết sức đại chiến, ông thấy có xứng đáng không? Các trưởng lão giận tím mặt, có gì mà không xứng? Ông có để ý tới danh dự không hả? Người đời đều đặt Tiên Bảo Các chúng ta ngang hàng với Thư viện Quan Huyên, mà bây giờ, một kiếm tông đã dọa lui được cường giả của Tiên Bảo Các ta, người đời sẽ nhìn Tiên Bảo Các chúng ta thế nào? Sĩ diện! Sắc mặt Nam Cung Trấn chợt hơi khó coi. Mẹ kiếp! Thứ ông cần phải suy nghĩ bây giờ không phải nên là vì sao kiếm tông với Phúc Địa Linh Hư và cả Động Thiên Tuế Nguyệt đều dốc sức giúp đỡ Diệp Quân kia như thế à? Ông không thấy có gì lạ thường hết sao? Ông không thấy trong chuyện này có tình tiết gì đó quái lạ à? Ông không cảm thấy Diệp Quân kia thật sự rất không đơn giản hả? Vốn dĩ ông ta định nói ra nhưng ông ta đã phát hiện đa số trưởng lão ở đây đều đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ, cho rằng ông ta đã làm mất mặt Tiên Bảo Các. Thấy cảnh này, lòng Nam Cung Trấn bỗng trùng xuống. Ông ta biết, bây giờ Tiên Bảo Các đã quá lớn mạnh rồi. Tiên Bảo Các chính là một trong hai thế lực lớn nhất hiện nay, bây giờ lại bắt quàng với người mang thiên mệnh, có thể nói Tiên Bảo Các càng phách lối, không xem ai ra gì. Không được. Nam Cung Trấn bỗng ngửi được mùi nguy hiểm. Mẹ kiếp! Ông đây phải chuồn thôi. Tiếp tục ở lại Tiên Bảo Các e rằng sẽ có đại nạn ập xuống đầu. Nghĩ đến đây, ông ta bỗng khom sâu người hành lễ, tại hạ suy nghĩ không chu toàn, làm mất mặt Tiên Bảo Các, đây là tội lớn, ta xin từ chức, không đảm nhận chức thống lĩnh đạo binh nữa, mong hội trưởng lão chọn hiền tài khác. Nói rồi, ông ta lấy ra ấn thống lĩnh đạo binh đặt lên bàn, sau đó quay người chuồn đi ngay. Cả hội trưởng lão đều ngơ ngác. Mẹ kiếp! Đâu có ai nói muốn bãi chức của ông đâu chứ? Bên trong điện. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hơi mịt mờ khó hiểu. Tên này phát điên cái gì vậy? Mặc dù mọi người đều rất tức giận, nhưng cũng không nói sẽ cách chức ngươi. Các trưởng lão đứng đầu trầm mặc không nói, sắc mặt hơi u ám. Bây giờ ông ta đã trở nên bình tĩnh hơn. Đương nhiên ông ta cũng đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Có điều bây giờ ông ta đã ở vào thế đâm lao thì phải theo lao, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi với người mang thiên mệnh tới cùng. Người mang thiên mệnh. Các trưởng lão từ từ nhắm hai mắt lại. Người mang thiên mệnh vẫn luôn là sự tồn tại vô địch trong cùng một thời đại. Hơn nữa còn sở hữu đạo ấn. Rất có khả năng là truyền nhân hoặc là con trai của kiếm chủ nhân gian. Thân phận như vậy thì dựa vào đâu mà có thể thua Diệp Quân được cơ chứ? Dựa vào đâu? Bây giờ sắp bước sang nhiệm kỳ mới. Ông ta muốn tiếp tục giữ chức vị. Hơn nữa muốn quyền thế đạt tới đỉnh cao thì buộc phải đi theo người mang thiên mệnh. Nghĩ tới đây, các trưởng lão không nghĩ thêm nhiều nữa, ông ta từ từ mở to hai mắt, mặt không chút biểu cảm, lập tức triệu hồi thượng quan chiến từ hư chân,
Bảo Y đảm nhiệm chức phụ thống lĩnh đạo binh. Thượng quan chiến. Bên trong điện, cả đám trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Đây là một phần tử háo chiến đó. Trước đây bị điều tới thế giới hư chân chính là vì tên này cực kỳ không an phận, ngày nào cũng gây chuyện. Quan trọng nhất là người này từng có xung đột với kiếm tông. Điều thượng quan chiến trở về chẳng khác gì muốn đối địch với kiếm tông. Nghĩ tới đây, cả đám trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Chưa kể đến việc bọn họ ít nhiều vẫn có phần kiêng nể kiếm tông, dù gì kiếm tông cũng rất có thực lực. Thiên hạ đệ nhất tông không phải là thứ để đùa. Lúc này, các trưởng lão đột nhiên nói, nếu như các vị kiêng dè thì chuyện này cứ thế bỏ đi thôi. Tiên bảo các chúng ta đi xin lỗi kiếm tông bọn họ một câu. Mọi người trầm mặc. Chuyện này rõ ràng không thể. Các trưởng lão đứng dậy, vẻ mặt lạnh tanh, lần này, toàn vũ trụ đều đang nhìn vào tiên bảo các chúng ta, nếu không lấy lại thể diện thì uy danh của tiên bảo các chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm. Tới lúc đó, người đời sẽ không còn kính nể tiên bảo các nữa đâu. Cả đám trưởng lão đồng loạt gật đầu tỏ ý tán đồng. Tần Phong ngồi ở phía cuối không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ. Các trưởng lão đột nhiên nói, truyền lệnh, tăng số tiền treo thưởng cho người bắt được Diệp Quân lên 1.000 vạn tiên tinh. 1.000 vạn tiên tinh. Mọi người trầm mặc. Bây giờ Diệp Quân tới kiếm tông, đừng nói là 1.000 vạn tiên tinh, dù là 100 triệu viên tiên tinh thì e rằng cũng không ai dám đi giết. Dường như biết được mọi người đang nghĩ gì, các trưởng lão đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, là thái độ, để cho người đời biết được thái độ của tiên bảo các, chúng ta và Diệp Quân đó một mất một còn. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Tan họp. Tần Phong cũng đứng dậy đi luôn. Trên quảng trường, Nam Cung Trấn đang đứng trước tượng của các chủ tiên bảo các tần quan, ông ta trầm mặc không nói gì. Lúc này, Tần Phong đột nhiên đi tới bên cạnh ông ta. Nam Cung Trấn khẽ nói, Tần trưởng lão, Diệp Quân đó không đơn giản chút nào. Tần Phong gật đầu, ta biết, ta từng tiếp xúc với huynh ấy rồi. Nam Cung Trấn lắc đầu thở dài, tiên bảo các chúng ta thật sự không nên chọn phe như thế, dù là chọn phe thì cũng không nên hò reo cổ vũ cho người mang thiên mệnh kiểu vậy. Tiên bảo các chúng ta cần phải nịnh nọt người mang thiên mệnh tới thế sao? Mất giá quá. Tần Phong khẽ cười nói, ông cho rằng bọn họ không hiểu sao. Nam Cung Trấn nhìn về phía Tần Phong, kinh ngạc bọn họ biết ư. Tần Phong khẽ cười, bọn họ có thể đi tới bước này đều không hề ngu xuẩn. Nam Cung Trấn không hiểu, vậy tại sao bọn họ còn phải làm như thế? Tần Phong trầm giọng nói, quyền lợi. Nam Cung Trấn ngẩn ra, sau đó nói, đổi nhiệm kỳ. Tần Phong gật đầu, sắp tới lúc đổi nhiệm kỳ rồi. Nếu không lập được công lớn thì bọn họ đều sẽ bị thay đổi, quản sự bên dưới sẽ lên thay. Quyền lợi này cầm lên thì dễ mà đặt xuống thì khó. Vậy nên bọn họ buộc phải lập được công lớn, mà muốn lập công lớn trong thời gian ngắn thì chỉ có thể lựa chọn người mang thiên mệnh. Một khi người mang thiên mệnh đánh bại Diệp Quân và được phong làm thiếu chủ của Thư viện Quan Huyên, tới lúc đó, tiên bảo các sẽ là công thần số một, quyền tiếng nói của các trưởng lão tiên bảo các sẽ đạt tới đỉnh cao. Lúc đó, dù là phó các chủ Ưng Thanh e rằng cũng phải nể mặt bọn họ mấy phần. Nam Cung Trấn trầm mặc. Tần Phong khẽ nói, trận chiến giữa Diệp Quân và người mang thiên mệnh bây giờ đã không còn là cuộc tranh đấu giữa hai người bọn họ nữa mà đã trở thành một cuộc tranh giành lợi ích rồi. Nam Cung Trấn trầm giọng nói, Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt đều không phải những kẻ ngu, thế nhưng lần này, bọn họ lại đột nhiên trái với trạng thái bình thường. Không ngại đối đầu với tiên bảo các chúng ta để ủng hộ cho Diệp Quân. Nói xong, vẻ mặt của ông ta chợt trở nên nghiêm trọng, điều này thật sự không bình thường lắm. Tần Phong trầm mặc, y từng tiếp xúc với Diệp Quân, cậu thanh niên này thật sự không đơn giản, hơn nữa càng tiếp xúc lại càng thấy thần bí. Nam Cung Trấn lại nói, Tần trưởng lão, bây giờ hội trưởng lão vì lợi ích bản thân mà làm điều ngang ngược, cứ như vậy e rằng sẽ có đại nạn, người phải bảo trọng đấy. Tần Phong gật đầu, được. Nam Cung Trấn liếc nhìn tượng của Tần các chủ, khẽ thở dài rồi quay người rời đi. Tần Phong đứng nguyên tại chỗ trầm mặc hồi lâu rồi cũng quay người rời đi. Tộc Thiên Long. Trong điện, Ngao Thiên Thiên yên lặng đứng đó, ở nơi không xa phía trước mặt cô ta là một ông lão đang thấp giọng nói gì đó. Đợi ông lão nói xong, Ngao Thiên Thiên từ từ nhắm hai mắt lại, Phúc Địa Linh Hư, Động Thiên Tuế Nguyệt,
Từ sau khi biết được Diệp Quân tới vũ trụ Quan Huyên, cô ta đã lập tức cử người theo dõi Diệp Quân. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên trong điện, ông ta khom người hành lễ, thiếu tộc trưởng mời cô qua đó ngay. Ngao Thiên Thiên thu lại mạch suy nghĩ, gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Bên trong một gian đại điện, lúc này, các trưởng lão của tộc Thiên Long đều đã tập trung đông đủ. Đứng đầu là tộc trưởng Ngao Thành của tộc Thiên Long. Chính giữa đại điện còn có một người đàn ông trung niên, chính là Đại Võ Tông. Lúc Ngao Thiên Thiên tới nơi, Ngao Thành khẽ gật đầu, sau đó nói, các vị, Đại Võ Tông tới tộc Thiên Long chúng ta là vì hai việc. Nói xong, lão nhìn về phía Đại Võ Tông, ông nói đi. Đại Võ Tông khẽ gật đầu, các vị, người mang thiên mệnh hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của tộc Thiên Long. Nghe vậy, đám trưởng lão bên trong điện đều kinh ngạc. Người mang thiên mệnh chủ động lôi kéo tộc Thiên Long sao? Mọi người đang có mặt lập tức trở nên phấn khích. Trước đây, tộc Thiên Long đã muốn dựa dẫm vào người mang thiên mệnh. Có thể nói, bây giờ cả vũ trụ Quan Huyên, ngoại trừ bốn thế gia lớn và kiếm tông có đẳng cấp cao nhất ra, đa số những tông môn và thế gia khác đều muốn dựa vào người mang thiên mệnh. Tất cả mọi người đều đã coi người mang thiên mệnh như là người thừa kế tương lai của thư viện Quan Huyên. Dù gì ngay cả Tiên Bảo Các cũng đã bắt đầu ủng hộ người mang thiên mệnh. Tiên Bảo Các chỉ suy nghĩ vì lợi ích, nếu như không nắm chắc 100% thì bọn họ sẽ không đánh cược toàn bộ như thế. Lúc này, Đại Võ Tông đột nhiên lên tiếng, còn một chuyện nữa, bọn ta hy vọng Thiên Thiên thiếu tộc trưởng có thể ký kết khế ước bình đẳng với người mang thiên mệnh, chủ động dung hợp với người mang thiên mệnh, cùng nhau hưởng thụ sức mạnh tinh thần và phòng ngự. Nghe vậy, mọi người bên trong điện đều hoàn toàn kinh ngạc, ngay sau đó, cả đám cường giả tộc Thiên Long đều vui mừng phát điên. Đây là một cơ hội rất lớn. Nếu như Ngao Thiên Thiên dung hợp với người mang thiên mệnh thì sẽ tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng rằng quan hệ giữa tộc Thiên Long và người mang thiên mệnh sẽ trở nên vững chắc không gì có thể phá bỏ, trong thế lực ủng hộ người mang thiên mệnh, địa vị của tộc Thiên Long cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn. Ngao Thành đứng đầu cũng sững sờ. Lão không ngờ người mang thiên mệnh lại đưa ra yêu cầu này. Dung hợp với Ngao Thiên Thiên. Ngao Thành nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, Ngao Thiên Thiên trông rất bình tĩnh, cô ta nhìn về phía Đại Võ Tông, cười nói, Đại Võ Tông, chuyện này ta sẽ trả lời ông vào một ngày khác được không? Đại Võ Tông ngơ ngác, rõ ràng hơi bất ngờ, có điều ông ta cũng không lên mặt bắt nạt người, lập tức gật đầu, nên vậy mà. Ông ta dừng lại rồi nói tiếp. Người mang thiên mệnh rất xem trọng tộc Thiên Long, hy vọng có thể hợp tác chân thành với tộc Thiên Long, cùng nhau hưởng thụ tương lai. Ngao Thiên Thiên gật đầu, ta hiểu. Đại Võ Tông liếc nhìn Ngao Thiên Thiên, cũng không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Đợi Đại Võ Tông rời đi, Đại trưởng lão tộc Thiên Long đột nhiên không vui lên tiếng, Thiên Thiên, đây là một cơ hội ngàn năm có một, tại sao cô không nhận lời luôn? Cô phải biết rằng đó là người mang thiên mệnh đấy. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Ngao Thành, cha, con muốn nói chuyện riêng với cha. Sắc mặt của đại trưởng lão lập tức trở nên khó coi, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Ngao Thành khẽ gật đầu, các vị, chuyện này có liên quan tới tương lai của Thiên Thiên và tộc Thiên Long chúng ta, ta nói chuyện riêng với con bé, các vị lui ra cả đi. Đám trưởng lão tộc Thiên Long cùng nhau lui xuống. Ngao Thành nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, con không muốn đi theo người mang thiên mệnh à. Ngao Thiên Thiên gật đầu, vâng. Ngao Thành nói, là vì Diệp Quân sao? Ngao Thiên Thiên lắc đầu, không phải hoàn toàn, ấn tượng của con với người mang thiên mệnh này không tốt. Ngao Thành ngẩn ra, ấn tượng không tốt hả? Ngao Thiên Thiên gật đầu, nếu như gã cạnh tranh công bằng với Diệp Công Tử thì chẳng sao, nhưng gã lại cố ý chèn ép Diệp Công Tử, đặc biệt là câu nói, có gã thì không có Diệp Công Tử, có Diệp Công Tử thì không có gã. Nói xong. Cô ta khẽ lắc đầu, hành vi như vậy thực sự quá tiểu nhân, phong thái nhỏ nhen, không có lòng bao dung kẻ khác. Loại người như vậy, mặc dù thân phận đặc thù, nhưng con tin rằng con đường gã đi sẽ không dài đâu. Ngao Thành trầm mặc. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Ngao Thành, ngược lại, cảm giác mà Diệp công tử kia cho con lại rất tốt, người này dũng cảm lại mưu trí, thiên phú yêu nghiệt, cư xử chân thành, có thể làm nên việc lớn. Ngao Thành nhìn Ngao Thiên Thiên, cho ta một lý do thuyết phục. Ngao Thiên Thiên nghĩ ngợi, sau đó nói, Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt.
Ngao Thành lắc đầu, con gái, ta hiểu ý của con, bọn họ ủng hộ Diệp Quân như vậy chắc chắn là vì nguyên nhân gì đó. Thế nhưng bây giờ ta không muốn bận tâm tới bọn họ, chỉ muốn nghe suy nghĩ thật sự của con. Ngao Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Ngao Thành, con đề cao Diệp công tử hơn, con muốn ủng hộ hắn. Ngao Thành nhìn Ngao Thiên Thiên, con phải biết rằng, nếu như chọn nhầm phe thì tộc Thiên Long của chúng ta sẽ có kết cục như thế nào? Ngao Thiên Thiên gật đầu, con biết. Ngao Thành nói, vậy con vẫn muốn ủng hộ cho Diệp Quân sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu, con ủng hộ hắn. Ngao Thành lại hỏi, không hối hận chứ? Ngao Thiên Thiên cười nói, chuyện này có gì mà hối hận? Ngao Thành khẽ cười, ta cũng ủng hộ Diệp Quân. Ngao Thiên Thiên ngẩn ra. Ngao Thành cười nói, con có biết ta không thích điểm gì ở người mang thiên mệnh không? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Ngao Thành khẽ nói, giống như con, không thích câu nói đó của gã thì không có Diệp Quân, có Diệp Quân thì không có gã. Người này lòng độ lượng quá nhỏ, so với kiếm chủ nhân gian, ngay từ phương diện khí phách đã thua xa 108.000 dặm. Muốn quản lý cả thư viện, thống trị cả thư viện, không có lòng độ lượng thì sao được chứ? Nếu như hôm đó gã đứng về phía Diệp Quân trừng trị tộc Thiên Long chúng ta và nhà họ An thì ta mới thực sự đề cao gã. Không chỉ có vậy, gã cũng có thể nhận được sự công nhận của Diệp Quân, được Diệp Quân đi theo. Nói xong, lão khẽ lắc đầu, mặc dù Diệp Quân thế yếu, nhưng bây giờ không chỉ có Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt ủng hộ mà còn có cả Kiếm Tông, hắn chưa chắc đã không có khả năng đấu một trận. Nói tới đây, lão nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, nếu như bảo con dung hợp với Diệp Quân, ký kết khế ước hòa bình thì con có đồng ý không? Ngao Thiên Thiên trầm mặc một lúc rồi khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu con. Hắn trông rất đẹp trai. Ngao Thành. Nghe Ngao Thiên Thiên nói như vậy, sắc mặt Ngao Thành đột nhiên tối sầm lại. Mẹ nó. Không phải con vì Diệp Quân có vẻ ngoài ưa nhìn nên mới ủng hộ Diệp Quân đấy chứ. Không thể không nói, bây giờ lão thấy hơi đau đầu rồi. Con bé này không phải đã thích người ta rồi đấy chứ. Con gái khi yêu chỉ số thông minh sẽ giảm sút. Lúc này, Ngao Thiên Thiên khẽ nói, Diệp công tử vừa tới vũ trụ quan huyên, không có thân phận, không có bối cảnh, người cũng nghèo, bây giờ các phương diện tài nguyên tu luyện của hắn chắc chắn rất khó khăn. Vậy nên con muốn cho hắn chút tinh chất rồng. Nếu như có thể thì máu rồng thiên long cũng có thể cho hắn một ít, máu thiên long tốt hơn máu chân long rất nhiều, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho hắn. Ngao Thành nhìn Ngao Thiên Thiên. Không lên tiếng. Bây giờ lão cũng coi như hiểu ra thế nào gọi là giúp người ngoài chứ không giúp người nhà. 2. Ngao Thành thầm thở dài, trong lòng không thoải mái chút nào. Nhưng nghĩ lại thì một chuẩn đại kiếm đế trẻ tuổi như vậy hình như cũng không tệ. Bỏ đi. Chuyện của đám thanh niên thì đám thanh niên tự mình quyết định. Ngao Thành xua tay, con tự xem mà làm. Ngao Thiên Thiên vội vàng nói. Vậy con có thể dẫn Thiên Long thần vệ đi bảo vệ cho hắn không? Ngao Thành sững sờ, lão trừng mắt nhìn Ngao Thiên Thiên, con tặng luôn cả bản thân con cho hắn luôn đi. Ngao Thiên Thiên lườm Ngao Thành, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cha nói cái gì thế? Con và Diệp công tử chỉ là bạn bè, vẫn chưa phát triển tới bước đó. Ôi chao, thật đúng là tức chết mất thôi, không quan tâm tới cha nữa. Nói xong, cô ta quay người bỏ chạy. Ngao Thành, Kiếm Tông, Diệp Quân và mấy người Tào Bạch tới Kiếm Tông, Kiếm Tông không ở trong thư viện Quan Huyên mà ở núi Huyền Không, nghe đồn núi Huyền Không vốn dĩ ở Nam Vực, sau này kiếm chủ nhân gian thi triển thần thông vô thượng, di rời cả núi Huyền Không tới vũ trụ Quan Huyên. Núi Huyền Không dựa lưng vào 10 vạn ngọn núi lớn, cả ngọn núi giống như một thanh kiếm treo ngược, ngạo nghễ giữa đất trời, trông vô cùng hùng vĩ. Phía sau núi Huyền Không là những dãy núi trùng điệp. Sâu trong những dãy núi này thi thoảng lại có tiếng kiếm vang lên. Kiếm Tông. Trên mặt Diệp Quân nở một nụ cười, hắn vẫn luôn hướng về nơi này. Thánh địa trong lòng mọi kiếm tu trong thiên hạ. Tào Bạch cười nói, Diệp huynh, cảm giác thế nào? Diệp Quân cảm thán, thật hùng vĩ. Tào Bạch phá lên cười ha hả, đi, đi gặp Đại sư huynh. Đại sư huynh. Diệp Quân gật đầu, được. Nếu đã tới thì phải biết điều, đi theo các ông lớn. Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông và cô gái bên cạnh Tào Bạch, hai người đều là kiếm tu. Vừa nãy Tào Bạch đã giới thiệu,
người đàn ông tên là Viên Cung, cô gái tên là Tần Tuyết. Thực lực của hai người đều rất mạnh. Mọi người ngự kiếm đi tới trên đỉnh núi Huyền Không, Diệp Quân đưa mắt nhìn ra, cách đó không xa có một tòa đại điện cao mấy trăm trượng, trước cửa đại điện có một bức tượng. Không phải tượng của kiếm chủ nhân gian, là tượng một người đàn ông mặc trường bào màu xanh, có một đứa trẻ trông như nhúm lông trắng nằm sấp trên vai người đàn ông, nhìn rất đáng yêu. Diệp Quân hơi hoài nghi, Tào huynh, đây không phải kiếm chủ nhân gian ư? Tào Bạch gật đầu, đây là sư tổ của kiếm tông bọn ta, kiếm chủ Thanh Sam. Kiếm chủ Thanh Sam. Diệp Quân vội vàng lên tiếng hỏi trong lòng, tháp gia, người biết kiếm chủ Thanh Sam không? Tiểu tháp nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi, muốn bẫy ta à? Ngươi quên chuyện đó đi. Diệp Quân. Tào Bạch tiếp tục nói, kiếm chủ Thanh Sam là bố của kiếm chủ nhân gian, là cường giả tuyệt thế vô địch năm đó. Đáng tiếc là bọn ta đều chưa từng được gặp ông ấy. Diệp Quân quan sát cẩn thận kiếm chủ Thanh Sam một lượt, sau đó nói trong lòng, tháp gia, nhà họ Dương này thật lợi hại, một nhà hai đời kiếm chủ. Trước đây ngươi nói con trai của kiếm chủ nhân gian là kẻ ăn hại, xem ra đúng là không ai giàu quá ba đời, mạnh cũng không quá ba đời nhỉ. Mẹ kiếp! Tiểu tháp đột nhiên nói, mấy lời hay ho ngươi không nhớ, mấy lời không hay thì lúc nào ngươi cũng nhớ nhỉ. Ngươi đúng là độc ác. Diệp Quân đang định lên tiếng, Tào Bạch đột nhiên nói, Diệp huynh, đi, chúng ta đi gặp đại sư huynh. Nói xong, y kéo Diệp Quân bước vào trong kiếm điện, vừa bước vào đại điện, Diệp Quân đã nhìn thấy một người đàn ông, người đó mặc áo màu trắng, tóc dài ngang vai, tay trái cầm một thanh kiếm gãy. Mà y chỉ có một bên cánh tay. Một tay, kiếm gãy. Nhìn thấy người đàn ông, Tào Bạch vội vàng cúi người hành lễ, cung kính nói, tham kiến đại sư huynh. Mấy người đi bên cạnh Tào Bạch cũng đồng loạt hành lễ, biểu cảm vô cùng cung kính. Đại sư huynh, người đàn ông chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Quân. Y nhìn Diệp Quân, một lúc sau thì gật đầu rồi mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài xuất hiện trước mặt Diệp Quân, kể từ ngày hôm nay, đệ chính là đệ tử của kiếm tông bọn ta. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, ta bị thư viện truy nã. Người đàn ông gật đầu, đợi một chút. Nói xong, y đột nhiên bước ra khỏi đại điện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đi. Vút! Một tiếng kiếm vang lên. Thanh kiếm gãy trong tay y đột nhiên lao thẳng lên trời, xé toang chân trời, xuyên qua thời không, đi tới trước võ viện của Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Tất cả đệ tử võ viện đều kinh hoàng. Đại võ quan xuất hiện trước cửa võ viện, ông ta nhìn thanh kiếm gãy trước mặt, hai mắt híp lại, Trần Quan Tử. Lúc này, giọng nói của đại sư huynh vang lên khắp bên trong vũ trụ Quan Huyên, đại võ quan, sau một giây nữa. Nếu lệnh truy nã sư đệ của ta vẫn chưa bị gỡ bỏ thì ta sẽ tới khiêu chiến với võ viện, khiêu chiến sinh tử. Đệ tử võ viện của ông có bao nhiêu người thì ta sẽ giết chết bấy nhiêu. Có bao nhiêu người thì sẽ giết chết bấy nhiêu. Nghe thấy câu nói của Trần Quan Tử, sắc mặt của đám đệ tử võ viện lập tức ngập tràn vẻ phẫn nộ. Một thanh niên trong số đó đột nhiên bước ra ngoài, bực tức nói, võ quan, ta tình nguyện chiến đấu với Trần Quan Tử của kiếm tông. Đại võ quan lại trầm mặc. Ông ta đã từng ở thế giới hư chân, mà Trần Quan Tử cũng từng ở đó, vậy nên ông ta biết rõ thực lực khủng bố của Trần Quan Tử. Võ viện bây giờ chỉ có hai người có thể chiến đấu với y. Một là người mang thiên mệnh. Hai là chủ tịch võ viện Trần Qua. Lúc này, Trần Qua không ở trong thư viện, người mang thiên mệnh càng không thể ra tay vào lúc này. Sắc mặt của đại võ quan hết sức u ám. Ông ta không ngờ kiếm tông lại đứng về phía Diệp Quân như thế. Lúc này, thanh niên trước mặt đại võ quan lại nói, võ quan, ta bằng lòng chiến đấu với Trần Quan Tử đó. Những đệ tử còn lại của võ viện cũng đồng loạt bước ra, tỏ ý tình nguyện muốn chiến đấu với Trần Quan Tử. Đại võ quan lắc đầu, mấy người đều không phải là đối thủ của y. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lệnh truy nã Diệp Quân ban đầu là do ông ta sử dụng thủ đoạn khiến cho thư viện không hủy bỏ, bây giờ ông ta chỉ có thể đi bảo thư viện lập tức hủy bỏ lệnh truy nã Diệp Quân. Đúng lúc này, một học sinh của võ viện vì quá tức giận nên gần giọng nói, kiếm tông ức hiếp người quá đáng. Nói xong, gã đột nhiên nhìn về phía thanh kiếm gãy kia, Trần Quan Tử, ta bằng lòng đấu với ngươi một trận, chiến đấu sinh tử. Vút!
kiếm gãy đột nhiên hóa thành một tia kiếm quang lao vút đến, đầu của học sinh võ viện đó bay thẳng ra ngoài, máu tươi bắn xa mấy trượng. Giết chết chỉ trong nháy mắt. Mọi người đều kinh ngạc. Ở phía xa, sắc mặt của đại võ quan lập tức trở nên khó coi, ông ta nhìn về phía chân trời, lạnh lùng nói, Trần Quan Tử, ngươi đừng có mà quá đáng. Trước cửa kiếm điện, Trần Quan Tử nhìn về chân trời, mặt không chút biểu cảm, nếu như đại võ quan không vui thì cũng có thể đấu với ta một trận sinh tử. Trận chiến sinh tử. Giọng nói của y giống như tiếng sấm truyền khắp khoảng trời thư viện Quan Huyên, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Cả thư viện Quan Huyên đều kinh ngạc. Võ viện này muốn đối địch tới cùng với kiếm tông sao? Đại võ quan híp hai mắt lại, đang định lên tiếng. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt đại võ quan, nhìn thấy ông lão, đại võ quan hơi ngẩn ra, sau đó chắp tay, Trương lão. Trương lão gật đầu, nội các có lệnh, lập tức hủy bỏ lệnh truy nã Diệp Quân. Đại võ quan trầm mặc. Trương lão liếc nhìn đại võ quan, sau đó nói, đại võ quan, hẹn chiến là hẹn chiến, không cần phải làm mấy chuyện linh tinh này nữa. Nếu không thì cho dù mấy người thắng thì cũng rất mất giá. Đại võ quan nhìn về phía Trương lão, là ý của nội các sao? Trương lão bình tĩnh nói, là ý của ta. Đại võ quan trầm mặc. Trương lão cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Đại võ quan cau mày đứng nguyên tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Đám đệ tử võ viện bực tức mà không thể chút giận, kiếm tông thật sự ức hiếp người thái quá, hoàn toàn không coi võ viện ra gì. Đám người đồng loạt nhìn về phía đại võ quan, còn đại võ quan lại nhìn về phía kiếm tông, im lặng không lên tiếng. Ông ta đương nhiên hiểu rõ thiên phú của Diệp Quân, nếu để cho Diệp Quân tiếp tục tu luyện ở kiếm tông, có nguồn tài nguyên của kiếm tông bồi dưỡng thì trận chiến hai tháng sau thật sự không thể nói trước thắng bại. Nhắm vào Diệp Quân. Chuyện này rõ ràng không thể. Bây giờ Diệp Quân không chỉ có một mình, sau lưng Diệp Quân có cả kiếm tông. Đúng vào lúc này, một thanh niên đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là người mang thiên mệnh. Nhìn thấy người mang thiên mệnh, đám người vội vàng chắp tay, cúi người hành lễ, tham kiến Lục Thiên sư huynh. Lục Thiên nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói, thưa thầy, không phải kiếm tông muốn khiêu chiến với võ viện chúng ta sao? Vậy thì chiến thôi. Chiến. Nghe thấy Lục Thiên nói vậy, đám học viên võ viện đang có mặt lập tức bừng bừng khí thế, đồng thanh nói, vậy thì chiến. Võ viện hôm nay bị người ta chỉ thẳng vào mũi bắt nạt, nếu không có phản ứng, vậy thì sau này võ viện biết ngẩng đầu lên trong thư viện kiểu gì? Lục Thiên cười nói, kiếm tông. Rất ghê gớm sao, chiến, lên đài sinh tử. Nói xong, gã quay người nhảy vút lên không trung, hóa thành một tia sáng biến mất nơi cuối chân trời. Đám đệ tử võ viện đột nhiên lao hết lên trời, đồng loạt đuổi theo. Đại võ quan đứng nguyên tại chỗ trầm mặc. Ông ta không ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản? Hôm nay quả thực kiếm tông ức hiếp người quá đáng. Nếu như võ viện nhẫn nhịn thì từ sau ngày hôm nay võ viện vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên bên trong thư viện Quan Huyên được nữa. Chiến. Vậy thì chiến. Đại võ quan mở lòng bàn tay ra. Một tấm truyền âm phù đột nhiên lao lên bầu trời rồi biến mất nơi cuối chân trời. Đại võ quan nhìn về phía chân trời, khẽ nói, mấy người cũng nên trở về lộ diện rồi. Nếu không thì người khác lại cho rằng võ viện chúng ta không còn ai nữa. Chẳng mấy chốc, chuyện võ viện muốn lên đài sinh tử với kiếm tông đã nhanh chóng lan truyền khắp thư viện Quan Huyên. Khoảnh khắc này, tất cả thiên tài của thư viện Quan Huyên đồng loạt tìm tới đài sinh tử. Không chỉ như vậy, vô số con cháu thế gia và tông môn cũng đến đài sinh tử, bọn họ đương nhiên đứng về phía người mang thiên mệnh. Trước kiếm điện của kiếm tông, giọng nói của Lục Thiên đột nhiên vang lên khắp khoảng trời phía trên kiếm tông các người không phải muốn chiến sao. Vậy thì chiến, tất cả đệ tử võ viện bọn ta chờ kiếm tông tới đài sinh tử. Chúng ta, một mất một còn. Một mất một còn. Dưới sự cộng hưởng của huyền khí. Giọng nói này không chỉ lan truyền khắp kiếm tông mà còn lan truyền khắp thư viện Quan Huyên. Sắc mặt Trần Quan Tử vẫn bình tĩnh, y quay đầu nhìn về phía Tào Bạch, gọi người tới, giết chết bọn chúng. Đấu sớm. Gọi người tới. Nghe Trần Quan Tử nói vậy, Tào Bạch cũng không phí lời nữa, y xòe bàn tay ra, một thanh kiếm phóng lên trời. Vù.
Tiếng kiếm bay vang vọng khắp kiếm tông. Ngay sau đó, hàng trăm kiếm quang từ khắp nơi trong kiếm tông phóng lên trời, lao về phía kiếm điện, trong nháy mắt, hàng trăm kiếm tu xuất hiện trước mặt Trần Quan Tử, bọn họ hành lễ tham kiến đại sư huynh. Thấy vậy, Diệp Quân vô cùng kinh ngạc. Trong đám kiếm tu này, có hơn 100 vị đại kiếm tiên, hơn 200 vị kiếm tiên phổ thông, còn lại cảnh giới thấp nhất là kiếm thánh. Ngoài ra còn có 6 kiếm đế, cộng thêm Tào Bạch, Viên Cung và Tần Tuyết, cả kiếm tông có 9 vị kiếm đế. Mà đại sư huynh là chuẩn đại kiếm đế, thực lực của y không phải kiếm đế bình thường có thể so sánh được. Đội hình này là bất khả chiến bại. Trần Quan Tử nói, đi. Vừa dứt lời, y đã hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời. Tất cả kiếm tu đều hóa thành kiếm quang, phóng vút đi. Hàng trăm kiếm tu tiến về phía đài sinh tử. Đài sinh tử của Thư viện Quan Huyên nằm trên đỉnh thí luyện, không phải đỉnh thí luyện của Trung Thổ Thần Châu, mà là đỉnh thí luyện của Thư viện Quan Huyên. Cả đỉnh núi cao ngút trời, trên đỉnh núi là đài sinh tử khổng lồ dài rộng trăm trượng, bốn góc của đài sinh tử bị bốn chiếc xích sắt lớn dài trăm trượng khóa chặt, đầu bên kia dây sắt chìm trong mây mù, bị bốn trận pháp khóa lại. Xung quanh đài sinh tử có mấy trăm cột đá cao chọc trời, những cột đá này rộng trăm trượng, lúc này, trên mỗi cột đá đều đã chật kín người. Đứng trên cột đá đầu tiên bên trái là đám người võ viện, tổng cộng có hàng nghìn người. Người đứng đầu không phải là chủ tịch võ viện Trần Qua, mà là Lục Thiên. Lúc quyết định ứng chiến, gã đã trở thành lão đại của võ viện. Lúc này, hàng trăm đạo kiếm quang từ trên trời phóng ra, rơi xuống cột đá đối diện đám người Lục Thiên, người cầm đầu chính là đại sư huynh Trần Quan Tử. Lục Thiên nhìn Trần Quan Tử, trên mặt nở nụ cười. Diệp Quân nhìn Lục Thiên, khí tức của người mang thiên mệnh này thật khó dò. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những luồng sáng, chẳng mấy chốc, những luồng sáng này đã đáp xuống cột đá sau lưng Lục Thiên. Đây đều là học viên của các viện trong Thư viện Quan Huyên, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử của các thế gia tông môn. Trên bầu trời, những luồng sáng không ngừng rơi xuống, nhưng đều rơi xuống phía Lục Thiên. Cứ như vậy, trong nháy mắt, phía sau Lục Thiên đã có mấy vạn người, mà phía kiếm tông vẫn chỉ có mấy trăm người. Xét về số lượng, phía kiếm tông quá ít ỏi. Lúc này, hơn chục người xuất hiện phía sau kiếm tông, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Diệp Quân nhìn hơn chục người kia, người đứng đầu chắp tay nói, Diệp huynh, ta là Diệp Minh, đệ tử nhà họ Diệp ở Thanh Châu. Nhà họ Diệp ở Thanh Châu. Diệp Quân hơi bất ngờ, sau đó chắp tay chào, Diệp Minh huynh, đa tạ. Hắn biết bây giờ là lúc chọn phe. Người dũng cảm đứng về phía họ đều là những người biết giúp đỡ người gặp nạn. Diệp Minh cười nói, không có gì. Trên bầu trời bỗng xuất hiện mất ngàn người, nhìn thấy đám người này, hai bên trên sân đều kinh ngạc. Diệp Quân nhìn mấy ngàn người này với ánh mắt nghi ngờ, Tào Bạch nói, người của văn viện. Trước kia, Diệp Quan chỉ cô nương là lão đại của bọn họ, bây giờ Diệp Quan chỉ cô nương đã bị giam cầm, bọn họ như rắn mất đầu rồi. Rắn mất đầu. Một người đàn ông đứng đầu trong đám người văn viện nhìn Diệp Quân, ngươi là Diệp Quân à? Diệp Quân gật đầu, là ta. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, gật đầu, không hổ danh là người được chủ tịch đánh giá cao. Hôm nay, văn viện ta ủng hộ ngươi. Nói xong, gã dẫn mấy ngàn người văn viện đáp xuống cột đá phía sau Diệp Quân. Nhưng cho dù có thêm người nhà họ Diệp và văn viện thì số người của kiếm tông vẫn thua xa phía Lục Thiên. Hơn nữa, càng lúc càng có nhiều người đứng về phía người mang thiên mệnh. Trong thời gian ngắn ngủi, sau lưng Lục Thiên đã có mấy chục vạn người. Còn phía Diệp Quân còn chưa đủ một vạn người. Xét về số lượng người, họ đã bị nghiền nát toàn diện. Nhưng xét về khí thế, kiếm tông không hề yếu thế. Ngày càng có nhiều người chọn phe. Nhưng đa số đều đến sau lưng người mang thiên mệnh. Mặc dù phía người mang thiên mệnh càng lúc càng nhiều người. Nhưng những kiếm tu bên phía kiếm tông không hề sợ hãi, trong mắt họ chỉ có ý chí chiến đấu. Thư viện Quan Huyên là tông môn mạnh nhất. Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng rồng gầm, ngay sau đó, trên đầu mọi người xuất hiện mấy trăm con thiên long, từng đạo uy long đáng sợ không ngừng quét xuống. Nhìn thấy thiên long, khóe miệng của người mang thiên mệnh khẽ giật giật, xem ra sư phụ đã thuyết phục được tộc thiên long. Nhưng đúng lúc này, thiên long dẫn đầu hóa thành một tia sáng,
đáp xuống bên cạnh Diệp Quân. Người này chính là Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, mỉm cười, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Quân cười nói, Thiên Thiên cô nương, đã lâu không gặp. Ngao Thiên Thiên chớp mắt, ta chỉ có thể dẫn mấy trăm thiên long tới, mong công tử đừng chê ít. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn. Ngao Thiên Thiên phất tay, những thiên long kia hóa thành hình người, đáp xuống cột đá phía sau Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lục Thiên bỗng trở nên lạnh lùng, gã nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên, Thiên Thiên cô nương, đây là sự lựa chọn của tộc thiên long các cô sao? Ngao Thiên Thiên cười, đúng vậy. Lục Thiên gật đầu, mỉm cười, được, tốt lắm. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng ai cũng cảm nhận được sự tức giận của gã. Đúng lúc này, Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện trên đài sinh tử, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thiên, cười nói, thật đáng tiếc là trận đấu trước ta chưa giết được ngươi. Không cần đợi hai tháng sau nữa, bây giờ chúng ta đấu sớm, được không? Đấu sớm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.